Độc Tôn Truyền Kỳ, Thanh Vân Môn, Lâm Nhất. Tập 63. Xem ra hôm nay đến hơi sớm. Lâm Nhất bình tĩnh bay lên, vững vàng rơi xuống bổ đoàn, từ từ khoanh chân ngồi xuống. Mạc Linh sầm mặt, bình tĩnh nói, không còn sớm. Có điều, bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ dạy riêng cho ngươi về linh văn ngăn địch. Cô, dạy riêng cho ta, Lâm Nhất trợn trừng mắt, tỏ vẻ khó có thể tin. Sao hả, cảm thấy trình độ của ta không đủ, Mạc Linh vẫn giữ thái độ bình thản, thế nhưng Lâm Nhất có thể cảm nhận rất rõ nhiệt độ xung quanh đột ngột giảm xuống, một luồng khí lạnh vô hình ập đến. Không dám, đệ tử cốt cán duy nhất nắm giữ tiểu thần thông của Thư viện Thiên Phủ, một trong tứ đại thiên kiêu thành U Châu, và cũng là cô gái duy nhất. Dĩ nhiên, cô muốn dạy linh văn cho tại hạ là chuyện dễ như trở bàn tay, tuy miệng thì nói vậy nhưng trong lòng Lâm Nhất vẫn còn chưa dám tin. Đừng nói hôm qua không làm hắn xấu mặt được, nên cô nàng này không cam lòng, quyết định trực tiếp dạy dỗ hắn một phen nha. Xem ra ngươi cũng rất hiểu ta. Nếu đã thế, kể từ hôm nay, trong vòng nửa tháng, mỗi ngày ngươi đều phải đến đây một chuyến. Mạc Linh ngước mắt nhìn Lâm Nhất, tia sáng khác thường lóe lên trong mắt nàng ta càng khiến Lâm Nhất có cảm giác nhìn không thấu. Nửa tháng. Trò đùa này, hơi lớn rồi. Chỉ cần một ngày thôi đã đủ để nàng ta đánh cho Lâm Nhất cúi đầu xin tha rồi, dù sao thì tài nghệ không bằng người, đành chịu. Đợi thực lực tiến bộ rồi đòi lại danh dự sau cũng được. Thời gian của hắn rất quý giá, không thể rằng co với cô nàng này suốt nửa tháng được. Ngại quá, được sư tỷ Mạc Linh quan tâm, tại hạ đúng là có phúc mà không biết hưởng. Lâm Mỗ còn có việc, đi trước. Lâm Nhất giang tay ra, lẳng lặng thi triển thất huyền bộ. Bay vọt lên không. Lúc ở giữa không trung, hắn xoay người một cái, khi rơi xuống đã đến lối ra quảng trường. Có điều, vừa ngẩng đầu nhìn thì sắc mặt hắn lập tức thay đổi. Bởi vì lúc này, ở giữa mi tâm của hắn có một cọng lông màu bạc cực kỳ sắc bén, bên trên có khắc một đường linh văn phức tạp. Linh văn lóe lên ánh sáng nhạt, mang đến cho Lâm Nhất áp lực chí mạng, khiến hắn không dám bước thêm nửa bước. Dường như chỉ cần hắn dám tiến thêm một bước, cọng lông màu bạc này sẽ lập tức đâm thẳng vào mi tâm hắn. Hắn đề cao cảnh giác, dùng toàn lực thi triển thất huyền bộ, nhưng, sẽ có bao nhiêu cơ hội thoát khỏi cọng lông kia? Năm phần còn lại chính là bị nó đâm xuyên mi tâm. Chỉ trong chốc lát, trên trán Lâm Nhất đã túa ra mồ hôi hột. Ông! Cọng lông vũ màu bạc kia đột nhiên phát ra một tiếng ngân, vọt lên một bước. Lâm Nhất hoảng hốt vội lùi về sau. Chẳng mấy chốc, hắn đã bị ép lui dần về đài cao. Xoay người, Mạc Linh vừa uống trà vừa thong dong nói. Lâm Nhất nhếch miệng cười khổ khi xoay người lại, cọng lông kia vẫn dừng ở trước mi tâm hắn. Ngồi xuống. Đợi Lâm Nhất ngồi xuống, Mạc Linh mới buông chung trà trong tay, vẫy tay. Lông vũ màu bạc rơi xuống bàn tay trắng nõn như ngọc, nàng ta xoay nhẹ tay một cái. Nó liền tách ra, hóa thành một cây quạt xếp giống màu bạc, trông có hơi kỳ diệu. Lâm Nhất thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn quạt xếp trong tay đối phương và nói, đây là gì? Một món bảo khí thượng phẩm mà thôi, tuy nhiên, đối với huyền sư thì chúng ta thích gọi chúng là linh bảo hơn. Chỉ có huyền sư mới có thể phát huy được uy lực của linh bảo, rất nhiều võ giả gọi là bí bảo. Thế nhưng, trong giới huyền sư, không có gì là bí mật cả. Chỉ đơn thuần là linh bảo mà thôi. Mạc Linh đong đưa quạt xếp, khẽ nói. Có thể dễ dàng điều khiển bảo khí thượng phẩm như vậy, đây cũng là thực lực của thiên kiêu trên bảng Long Vân sao. Lâm Nhất lộ vẻ nghiêm túc, không dám làm càn. Có được món bí bảo này, nếu muốn giết hắn, Mạc Linh chỉ cần một ý niệm là có thể dễ dàng làm được. Đã thế, rốt cuộc trong hồ lô của nàng ta đang bán thứ gì? Trên đài cao, hai người ngồi đối diện nhau. Lâm Nhất hoàn toàn không đoán được tâm tư của đối phương, hắn im lặng một lúc rồi hỏi, thứ này có thể cho ta mượn không? Cái này à, tất nhiên là được. Mạc Linh khá hào phóng, nhẹ nhàng đưa chiếc quạt xếp bằng sắt bạc mỏng như cánh ve trong tay qua. Lâm Nhất cầm trong tay, quả nhiên nặng hơn nhiều so với dự kiến, nhìn nhẹ như sợi lông nhưng thực chất lại nặng như sắt đen. Chiếc quạt xếp này có tổng cộng 36 nếp gấp,
mỗi nếp gấp đều được trang trí hoa văn giống nhau, sau khi bung thì hoa văn giản ra, thoạt nhìn đơn giản nhưng lại có một vẻ đẹp cầu kỳ và trang nhã khác biệt. Ít nhất là khi nó ở trong tay Mạc Linh vẫn rất có khí chất. Một tia chân nguyên lặng lẽ thăm dò vào chiếc quạt, nó tự bùn đổ ra biển, loáng thoáng có thể cảm nhận được chiếc quạt này ẩn chứa một năng lượng khủng khiếp. Nếu có thể phát huy hết uy lực của nó thì chắc sẽ có thể đánh cho cao thủ cảnh giới âm dương bị thương nặng. E rằng loại linh bảo này có thể so sánh với bảo khí siêu phẩm, tuyệt đối không phải bảo khí thượng phẩm đơn giản như đối phương đã nói. Một món bảo khí siêu phẩm mà đối phương lại điều khiển thành thạo, thật kỳ lạ. Chiến kỳ xích diễm của hắn cũng được coi là tốt nhất trong số các loại huyền khí trung phẩm, nhưng Lâm Nhất cũng chỉ có thể điều khiển tạm ổn, chưa đến mức thuần thục như đối phương. Lạ thật! Lâm Nhất đưa chiếc quạt sắt bạc này cho đối phương, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Người đang thắc mắc tại sao ta có thể điều khiển thứ này thuần thục như thế chỉ với tu vi cảnh giới âm huyền đại thành đúng không? Ta sẽ trả lời luôn, bảo khí chia thành bảo binh và bí bảo. Bảo binh là binh khí mà võ giả các ngươi sử dụng, còn bí bảo là linh bảo mà huyền sư sử dụng. Mạc Linh nghịch chiếc quạt xếp trong tay, đối với võ giả, việc điều khiển bảo binh đương nhiên không có chút trở ngại. Linh bảo thì khá xa lạ, vì rất khó phát huy uy lực nên được gọi là bí bảo, nhưng thật ra cả hai đều là bảo khí, khác biệt ở chỗ phân loại thôi. Bí bảo chính là linh bảo. Lâm Nhất thầm ngạc nhiên. Hắn nhớ trong túi trữ vật của mình có một chiếc hồ lô tàng kiếm. Hắn chưa thể điều khiển một cách suôn sẻ hẳn là vì lý do này. Có lẽ người cảm thấy trình độ linh văn của mình cũng tạm ổn, nhưng trên thực tế huyền sư tam phẩm chỉ mới là nhập môn thôi. Dưới tam phẩm đều là mò mẫm lung tung, không thể chân chính nắm giữ sức hấp dẫn của linh văn. Người có thiên phú rất cao, cơ sở cũng không quá kém. Nếu người đồng ý ở chỗ ta tu hành nửa tháng, nói không chừng có thể chạm đến ngưỡng cửa của huyền sư tam phẩm. Mạc Linh nhìn Lâm Nhất, đôi mắt tựa nước mùa thu long lanh như có sóng gợn, trông rất quyền rũ. Ngươi đến thư viện thiên phủ cũng vì bí mật của linh văn, sao nào, ta sẵn sàng dạy ngươi mà ngươi lại nhát gan thế à? Công tử táng hoa, đây đâu phải tính cách của ngươi. Thấy Lâm Nhất không trả lời, Mạc Linh khẽ nhướng mày, cười bảo. Vẻ mặt khiêu khích của nữ nhân này tràn đầy khinh thường, có lẽ bất cứ nam nhân nào ở trước mặt nàng ta cũng sẽ không chịu được kích thích. Tim Lâm Nhất đập thình thịch mấy lần, một lát sau hắn mới cười bất đắc dĩ, cô thắng, xét về tình và lý thì có vẻ ta cũng không có lý do từ chối. Tốt lắm, bắt đầu từ bây giờ ta sẽ dạy ngươi nửa tháng. Trừ phi ngươi có thể đánh bại ta, nếu không thì không được phép từ bỏ giữa chừng. Mạc Linh lạnh mặt. Nói với vẻ mặt nghiêm túc, trong lời nói ẩn chứa sự kiên quyết. Lâm Nhất sờ mũi, cảm thấy như mình đã lên phải thuyền giặc. Đến đâu thì hay đến đó. Nếu đã đồng ý thì không cần yêu cầu quá nhiều, thiếu niên bèn hỏi, phải bắt đầu từ đâu? Bắt đầu từ linh văn đi. Số linh văn nhị phẩm mà ngươi nắm giữ quá ít. Linh văn nhị phẩm 7 thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, băng. Lôi đều phải nắm giữ mỗi thuộc tính ít nhất 100 loại mới được. Nắm giữ mà ta nói không chỉ đơn giản là vẽ được, tốt nhất ngươi nên chuẩn bị tâm lý. Thấy Lâm Nhất có vẻ thoải mái, Mạc Linh nhấn mạnh để nhắc nhở đối phương. Ban đầu Lâm Nhất không để ý lắm, hắn đã gặp là không quên, linh văn nhị phẩm gần như chỉ cần nhìn lướt qua là có thể vẽ một cách dễ dàng. Nhưng sau khi thật sự bắt đầu, hắn mới thầm than khổ. Mạc Linh dạy hắn 100 loại linh văn nhị phẩm, mỗi loại linh văn đều yêu cầu hắn vẽ 100 lần, hơn nữa phải hoàn thành trong một buổi sáng. Nói cách khác, trong vòng một buổi sáng, hắn phải vẽ 1 vạn loại linh văn mới được. Không chỉ có tay không ngừng mà đầu óc cũng không thể nghỉ. Vẽ linh văn cũng là một việc khá quan trọng, cần phải tập trung cao độ. Mỗi lần vẽ 1 loại linh văn sẽ tiêu hao rất nhiều năng lượng. 1 vạn loại linh văn tiêu hao đến mức nào? Quả thật không dám tưởng tượng. Lâm Nhất vừa vẽ xong 1.000 loại linh văn đã cảm thấy đầu sắp nổ tung. Đôi mắt hắn tràn đầy tơ máu, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt hoàn toàn mơ hồ. Các mẫu linh văn hắn vẽ bắt đầu xuất hiện lỗi nghiêm trọng, cách hạ bút không ổn định, không thể liền mạch như lúc đầu. Trong giây lát, hắn đã lãng phí rất nhiều cuộn tranh,
trang giấy rách rải rác khắp nơi. Sân rộng trong điện Túc Vân cực kỳ bừa bộn. Lâm Nhất ngẩng đầu lên nhìn, mặt trời chói chang chiếu thẳng xuống, buổi trưa đã sắp trôi qua. Thiếu niên dài ấn đường, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát rồi hỏi Mạc Linh, có thật là có người vẽ được một vạn loại linh văn không? Đương nhiên rồi. Mạc Linh bình tĩnh, khẽ chau mày, xem ra thiên phú linh văn của ngươi cũng không yêu nghiệt như ta tưởng tượng. Một vạn loại linh văn, ngươi mới hoàn thành 1.500 loại. Trong đó có ít nhất 1/3 linh văn cậu thả đến mức không nỡ nhìn, không thể tính là hoàn thành. Nói đúng hơn là ngươi chỉ vẽ thành công 800 loại. Lâm Nhất nhìn kiệt tác của mình, không lên tiếng phản bác, có rất nhiều loại linh văn mà chính hắn còn cảm thấy không đạt tiêu chuẩn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngươi về trước đi, nếu ngày mai không có tiến bộ, ta sẽ phải cân nhắc lại. Cân nhắc việc gì cơ? Cân nhắc xem ta có nhìn lầm người hay không, dù sao thì không phải ai cũng đáng được Mạc Linh ta đây đích thân dạy bảo. Mạc Linh lạnh lùng đáp. Cơn giận lập tức dâng lên trong lòng Lâm Nhất, hắn đâu có yêu cầu nàng ta dạy, thái độ này cứ như hắn hạ thấp mình cầu xin nàng ta vậy. Nhưng lúc này có lẽ vì quá mệt mỏi, hoặc có thể vì sự kiêu ngạo của bản thân Lâm Nhất, không thể nuốt trôi cơn giận này. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ quay lưng rời đi. Trong cơn đau đầu như búa bổ, Lâm Nhất bước đi lảo đảo về phía chỗ ở tại Linh Mộc Phong. Sau khi đợi hắn đi xa, Du trưởng lão lặng lẽ hiện thân, nhìn những linh văn mà Lâm Nhất để lại ở bốn phía, khẽ thở dài, tiểu tử này đúng là một yêu nghiệt, lần đầu tiếp xúc mà đã vẽ được 1.500 loại linh văn chỉ trong một buổi sáng. Mạc Linh cúi đầu, nghiêm túc nhặt cuộn tranh mà Lâm Nhất vứt lên, bình tĩnh tiếp lời, đây không phải giới hạn của hắn, chỉ mới bắt đầu thôi ạ. Mạc Linh, yêu cầu của cô có không thực tế quá không? Du trưởng lão chau mày, một buổi sáng vẽ được một vạn loại linh văn, nghĩ thôi đã thấy tê cả da đầu. Ngay cả huyền sư tam phẩm bình thường e rằng cũng không thể làm được. Mạc Linh bình tĩnh trả lời, nếu không thì phải làm cách nào để hắn trở thành huyền sư tam phẩm trong vòng nửa tháng đây? Huyền sư tam phẩm đâu dễ đạt tới, và lại cơ sở của hắn thực sự quá kém, chỉ có thể dùng cách thức ngu ngốc này để ép buộc hắn. Du trưởng lão nghĩ kỹ lại thì thấy cũng có lý nên không nói gì nữa. Sau khi trở lại Linh Mộc Phong, Lâm Nhất vừa ngã đầu xuống liền muốn ngủ, cơn mệt mỏi vô tận lan khắp toàn thân, từ mỗi tế bào điên cuồng truyền đến đại não. Đầu đau như búa bổ, dường như có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Hắn nhắm mắt do dự hồi lâu, sau đó cố gắng đi tới phòng tu luyện, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Tử Diên kiếm quyết để tiến vào trạng thái tu luyện. Lấy hắn làm trung tâm, một đóa hoa Tử Diên màu bạc nở rộ trên mặt đất. Linh khí từ bốn phương liên tục để về. Tâm trí Lâm Nhất dần bình tĩnh lại, toàn thân hắn trở nên thoải mái không nói nên lời. Xem ra hơn 1.000 loại linh văn đã dồn bản thân đến giới hạn, sự tiêu hao linh văn và chân nguyên cũng dần thể xác đến giới hạn. Lúc này tu vi tiến bộ nhanh hơn bình thường rất nhiều, đây cũng là một niềm vui ngoài ý muốn. Ngoại trừ chân nguyên, khi linh lực ở xung quanh rót vào, Lâm Nhất mơ hồ cảm giác được lực tinh thần đang dần dần khôi phục. Sau khi vận chuyển Tử Diên kiếm quyết suốt 10 đại chu thiên, tinh khí thần của hắn đã trở lại đỉnh phong. Khi mở mắt ra, tinh thần của hắn sảng khoái hơn bao giờ hết, trong mắt có linh quang lấp lóe như ánh sao. Thú vị, lẽ nào vẽ linh văn có thể gia tăng lực tinh thần của mình? Đối với hắn, lực tinh thần lúc ẩn lúc hiện, không dễ dàng nhìn thấy như chân nguyên. Chỉ có một cảm giác mơ hồ, nhưng quả thật hắn có thể nhận ra lực tinh thần mạnh hơn hôm qua rất nhiều. Ngẩng đầu nhìn qua, những tia nắng ban mai đầu tiên chiếu xuyên qua khung cửa sổ. Hôm nay phải vẽ ít nhất 2.000 loại linh văn, cảm giác bị nữ nhân coi thường thật khó chịu. Lâm Nhất nhếch môi mỉm cười, nhớ lại vẻ mặt của Mạc Linh khi nhìn hắn, thiếu niên không phục lắm. Hắn chủ yếu tập trung vào việc tu luyện kiếm đạo, nhưng tính tình của thiếu niên lại vô cùng kiêu ngạo. Nếu như đánh bại đối phương, chủ động rời đi thì không sao cả, nhưng bị đối phương đuổi đi thì quá mất mặt. Trong vài ngày tiếp theo, Lâm Nhất dần quen thuộc với cách dạy của Mạc Linh, những ngày tháng ở thư viện Thiên Phủ yên bình đến bất ngờ.
chỉ mới 3 ngày trôi qua, hắn đã từ không vẽ nổi 2.000 loại linh văn đến sáng hôm nay đã có thể ổn định vẽ ra 3.000 loại linh văn. Trong lúc vô hình, Lâm Nhất có thể cảm nhận được lực tinh thần của mình đang dần tăng lên mỗi ngày. Mỗi lần đột phá giới hạn đều khiến đầu hắn đau như búa bổ, rất nhiều lần muốn từ bỏ. Cách dạy không phải người này không chỉ mang đến sự mệt mỏi về thể xác mà còn cả tra tấn về tinh thần. Cảm giác đau đầu ấy gần như khiến người ta muốn đâm vỡ đầu mình. Đã nhiều lần Lâm Nhất muốn từ bỏ, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt khinh thường, dáng vẻ ta đã sớm biết ngươi vô dụng như vậy của Mạc Linh. Lâm Nhất đều cắn răng, cố gắng kiên trì. Phải nói rằng sự kiên trì này đã thu hoạch được rất nhiều thứ. Ngoài ra, cách dạy của Mạc Linh đã hoàn toàn khiến hắn được mở mang tầm mắt trên con đường linh văn. Trước đây hắn chỉ biết linh văn được dùng để khắc lên đan dược hoặc bố trí đại trận, không hề biết con đường linh văn lại rộng lớn và uyên bác như thế. Rèn binh, bày trận, luyện dược, cản địch, con rối. Nó gần như thâm nhập hết mọi ngóc ngách của thế giới võ đạo. Lâm Nhất còn cảm giác được nếu có thể thăng cấp lên huyền sư tam phẩm, có lẽ bí mật của bức họa tường vi sẽ được giải đáp một phần nào đó. Cảm giác chờ mong này cũng coi như là một động lực khác để hắn tiếp tục kiên trì. Khi số linh văn nhị phẩm nắm giữ càng nhiều, Lâm Nhất cũng dần có cách hiểu của riêng mình về linh văn. Hắn cảm thấy cái gọi là linh đồ có rất nhiều chỗ tương đồng với cảm ngộ võ kỹ, những thứ mà người xưa để lại trong linh đồ cũng có ý cảnh của nó. Chỉ khi nắm giữ những ý cảnh ấy mới coi như thật sự thấu hiểu, phát huy uy lực của linh đồ đến mức cao nhất. Thậm chí, nếu lĩnh ngộ ý cảnh đến một mức độ nhất định sẽ có thể tu luyện tới hóa cảnh tương tự võ kỹ, biến hóa linh đồ để bản thân sử dụng, in dấu phong cách của riêng mình lên một cách chân chính. Khi hắn chia sẻ ý kiến này với Mạc Linh, đối phương tỏ ra khá ngạc nhiên, vậy nên đây cũng là lý do tại sao ngày đó ngươi lại thêm một linh văn thuộc tính phong vào hỏa mạn sơn hà đồ ư. Chưa hẳn là vậy, ngày đó ta chỉ nhận ra hỏa mạn sơn hà đồ có thiếu sót nên muốn bù đắp thôi. Lâm Nhất mỉm cười nhìn đối phương, hóa cảnh chân chính phải là đặt hết mọi hiểu biết của mình vào đó. Nếu như là ta sẽ để ngọn hỏa diễm ngút trời như con sông lớn này đổ vào kiếm thế, ngoại trừ sự mênh mông còn phải có sự sắc bén, thậm chí có thể dung nhập võ kỹ của mình vào tranh, để bức hỏa mạn sơn hà đồ này cũng trở thành một thanh kiếm trong tay Lâm Nhất ta. Mạc Linh nghe vậy thì sững sờ, đây là lần đầu tiên nàng ta nghe thấy một ý tưởng táo bạo như vậy. Một lát sau, nàng ta mới lên tiếng, người thật chấp nhất với kiếm đạo. Lâm Nhất mỉm cười, chuyện này đương nhiên không cần phải nhiều lời. Dù con đường linh văn có mạnh đến đâu thì hắn vẫn luôn là một người kiếm khách. Lòng hướng về kiếm, thẳng tiến không lùi. Mạc Linh rời mắt đi, thản nhiên nói, trên thực tế, sau khi huyền sư đạt tới tam phẩm sẽ tiến vào cảnh giới thoát thai đổi cốt. Lúc này họ không còn quan tâm đến võ đạo. Huyền sư tứ phẩm thậm chí có thể so sánh với cao thủ cảnh giới thiên phách. Trên huyền sư tứ phẩm còn có huyền tôn, đây mới là cao thủ hủy thiên diệt địa, tung hoành thiên hạ chân chính. Huyền sư tứ phẩm đã có thể so sánh với cao thủ thiên phách. Vẻ kinh ngạc thoáng qua trong mắt Lâm Nhất, hắn nhìn Mạc Linh với vẻ mong chờ đợi đối phương nói tiếp. Nào ngờ Mạc Linh lại dừng lại, dường như đã nhìn ra Lâm Nhất chưa chắc có thể tiếp tục tiếp bước trên con đường huyền sư. Lần này hắn học tập linh văn e rằng cũng có mục đích khác. Lâm Nhất, người học linh văn từ ta đã 10 ngày rồi phải không? Mạc Linh đổi chủ đề, đôi mắt đẹp nhìn về phía Lâm Nhất, nhẹ nhàng hỏi. Phải, đã 10 ngày. Lâm Nhất vừa dứt lời, cuồng phong đột nhiên gào thét, hắn nhẩm niệm, rất nhiều linh văn nhị phẩm hiện lên quanh người hắn, tích tụ một khí thế vô tận. Người đã nắm giữ gần 800 loại linh văn nhị phẩm. Hôm nay đã đến lúc dạy cho ngươi cách điều động linh đồ để tấn công. Nhìn linh văn hiển hiện quanh người đối phương, Mạc Linh thầm kinh ngạc, nhưng ngoài mặt lại bình tĩnh, không chút gợn sóng. Cuối cùng cũng bắt đầu rồi ư. Lâm Nhất mỉm cười, suốt 10 ngày vẽ linh văn không chỉ có đau đớn mà còn buồn tẻ. Cuối cùng cũng bắt đầu vẽ thật. Nhưng trong lòng hắn có một suy đoán, hắn đã đoán được đại khái cách dùng linh đồ để chống địch. Điều hắn cảm thấy hứng thú hơn là Mạc Linh có thể dạy cho hắn linh đồ mạnh hơn, linh đồ nhị phẩm còn mạnh hơn hỏa mạn sơn hà đồ.
Đầu tiên, ta sẽ dạy ngươi một loại ấn. Loại ấn này rất cổ xưa, truyền thừa chưa từng thay đổi kể từ thời thượng cổ. Mạc Linh ngồi ngay ngắn ở đối diện Lâm Nhất, 10 ngón tay trắng nõn như ngọc đan vào nhau, kết thành dấu ấn với tốc độ cực kỳ chậm. Tốc độ biến ảo của tay nàng ta khá chậm, nhưng lại có một loại mỹ cảm khác biệt có thể làm người ta say mê. Cùng lúc đó, khí thế trên người nàng ta không ngừng tăng vọt, toát ra một uy áp mênh mông. Thiên cơ ấn. Khi đối phương kết thủ ấn, hai mắt Lâm Nhất tỏa sáng, thủ ấn mà đối phương ngưng kết chính là thiên cơ ấn được ghi chép trong Thanh Huyền bút lục. Quả nhiên giống như hắn đã đoán. Cách khởi động linh đồ không khác gì mấy so với trước đây hắn ngưng kết trưởng toái sơn hà đồ. Lâm Nhất ngồi đối diện Mạc Linh lập tức đan tay vào nhau, bắt đầu kết ấn. Thiên cơ ấn lần lượt hiện ra trong tay hai người. Trong mắt Mạc Linh lập tức lóe qua vẻ kinh ngạc, tốc độ tay không khỏi nhanh hơn, khí thế trên người cũng liên tục tăng vọt, mái tóc đen tung bay theo gió. Ầm. Ngay khi thiên cơ ấn của hai người đồng thời ngưng kết thì đều có một bức linh đồ thành hình. Sau lưng Lâm Nhất hiện ra bức trưởng toái sơn hà đồ, một bàn tay hổ khổng lồ từ trên trời giáng xuống như có thể đập nát núi sông này. Sau lưng Mạc Linh thì là hỏa mạn sơn hà đồ. Cùng là hỏa mạn sơn hà đồ, nhưng khi ở trong tay Mạc Linh, nó lại mạnh hơn của cổ đằng rất nhiều. Hỏa diễm hừng hực hội tụ thành một con sông hùng vĩ, thậm chí có thể nghe loáng thoáng tiếng sông gầm thét đinh tai nhức óc. Bùm! Hai bức linh đồ va chạm mạnh vào nhau, một tiếng nổ rung trời vang lên, Lâm Nhất lập tức bị đánh bay ra xa. Khi đứng trước con sông hoa diễm này, bàn tay hổ được ngưng tụ từ trưởng toái sơn hà đồ của hắn không chống đã được bao lâu đã sụp đổ. Trên không trung, con sông hoa diễm đánh nát bàn tay hổ vẫn cuốn về phía Lâm Nhất. Mặc dù sau khi đánh nát bàn tay hổ, uy lực của nó đã yếu đi nhiều, nhưng thanh thế vẫn vô cùng đáng sợ. Thấy vậy, Lâm Nhất khẽ biến sắc, nhếch miệng cười. 10 ngón tay giao nhau bắn ra những đường linh văn thuộc tính hỏa, trong tích tắc đã có hơn 100 đường linh văn thuộc tính hỏa hiện ra. Vẫn chưa hết, khi những linh văn thuộc tính hỏa này sắp đan vào nhau, một đường linh văn thuộc tính phong đột nhiên thành hình khiến thế lửa bỗng dưng tăng vọt, những linh văn thuộc tính hỏa sắp đan xen trở nên rối loạn. Thiên cơ ấn, hỏa mạn sơn hà đồ. Nhưng một điều kỳ lạ đã xảy ra, khi Lâm Nhất ngưng kết thiên cơ ấn, đống linh văn thoạt nhìn rối như tơ vò này đột nhiên ngưng tụ, ngay lập tức hóa thành một bức linh đồ hùng vĩ. Tỏa hào quang chói lóa, gió lớn thổi không ngừng làm cho uy thế của bức linh đồ này tăng vọt. Trong cơn cuồng phong gào thét, sông chảy cuồn cuộn, uy áp của bức hỏa mạn sơn hà đồ này tăng lên đến mức có thể so sánh với cảnh giới âm huyền viên mãn, vô cùng kinh khủng. Đây đã là giới hạn đối với Lâm Nhất chỉ mới cảnh giới âm huyền tiểu thành, mồ hôi nhỏ giọt trên trán hắn. Khi cuồng phong gào thét, hỏa mạn sơn hà đồ vừa mới vẽ hóa thành một con hung thú dữ tợn nhanh chóng lao đi. Thịch thịch thịch. Những tiếng nổ kinh thiên động địa lập tức vang lên giữa không trung, mãi không ngừng nghỉ. Sau khi Mạc Linh chống đỡ một lát, dòng sông hỏa diễm khí thế hung hăng ầm ầm vỡ nát. Hỏa mạn sơn hà đồ của Lâm Nhất mang theo khí thế dữ tợn như muốn nuốt chửng Mạc Linh trên đài cao. Mạc Linh ngước mắt nhìn lên, vung tay. Quạt ngân thiết xuất hiện trong tay nàng ta. Soạt. Mạc Linh nhẹ nhàng vặn tay, quạt ngân thiết mở ra, sau đó, nàng ta quạt nhẹ một cái. Trong nháy mắt, uy lực đáng sợ của bảo khí siêu phẩm xuất hiện, quạt nổ dòng sông hỏa diễm đang di chuyển xuống. Nhưng sức công phá kinh khủng vẫn khiến nàng ta không thể đứng thẳng, nàng ta giang hai cánh tay, lặng lẽ lùi lại. Sau khi so chiêu, hai người đều lùi khỏi đài cao, có thể xem như là ngang tài ngang sức. Không ngờ 10 ngày qua ngươi cố gắng hơn trong tưởng tượng của ta rất nhiều. Mạc Linh nhìn Lâm Nhất bằng ánh mắt sâu xa, rõ ràng đối phương lợi dụng thời gian rảnh rỗi để luyện tập mới có thể khiến hỏa mạn sơn hà đồ đạt đến uy lực thế này. Hôm nay, chỉ dựa vào linh đồ này, võ giả cảnh giới âm huyền đại thành cũng không làm gì được hắn. Nhưng ngươi học thiên cơ ấn này từ lúc nào? Trước đây ta tình cờ có được, từ lúc còn chưa vào thư viện đã điều khiển được nó rồi. Xem ra nàng ta không đoán sai, người này có được một vài cơ duyên, nếu không thì thật không biết thiên phú yêu nghiệt này từ đâu ra.
Mạc Linh thầm nghĩ, nhưng cũng không hỏi tiếp mà bình tĩnh nói, ngày mai ngươi nghỉ ngơi một ngày đi, sau đó, ta lại tới dậy ngươi. Nghỉ ngơi một ngày. Lâm Nhất tỏ vẻ ngạc nhiên, hắn rất chờ mong đối phương sẽ dạy hắn linh đồ mới. Tốc độ tiến bộ của ngươi nhanh hơn trong tưởng tượng của ta rất nhiều, không cần học thêm cơ bản nữa. Nhưng có lẽ mấy ngày nay ngươi có thể cảm nhận được lợi ích của việc vẽ linh văn đúng không? Mạc Linh chớp mắt, nhẹ giọng nói. Điều này không sai. Nếu không phải bình thường luyện tập vất vả, hắn cũng sẽ không thể vẽ linh văn một cách dễ dàng như trở bàn tay như thế. Hắn cũng sẽ không thể sử dụng hỏa mạn sơn hà đồ một cách thoải mái tự nhiên. Không đúng. Lâm Nhất chợt nghĩ đến điều gì, hắn ngạc nhiên nói, cô nói tiến độ nhanh hơn trong tưởng tượng, nhưng trước đó cô đâu có nói thế. Lúc trước, vẻ khinh thường trong mắt đối phương luôn khiến Lâm Nhất tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Hắn vẫn luôn nghẹn cơn tức trong lòng. Ta lừa ngươi đấy, làm gì có ai thật sự vẽ ra vạn đường linh văn chỉ trong một buổi sáng chứ? Mạc Linh xoay người, lạnh lùng nói. Lúc nàng ta xoay người, Lâm Nhất nhìn thấy cô gái khẽ cười, có lẽ đang cười mình dễ lừa. Đây là lệnh bạch ngọc của ta, lệnh này có thể cho ngươi đi tới bảo địa riêng của đệ tử nòng cốt, ngày mai nghỉ ngơi, cho ngươi mượn dùng một ngày, coi như một phần thưởng nho nhỏ. Mạc Linh không để hắn kịp suy nghĩ đã phe phẩy quạt ngân thiết đi xa, bắn một lệnh bài tới. Lâm Nhất giơ tay nhận lấy, lòng bàn tay truyền đến cảm giác mát rượi. Trên lệnh bài bạch ngọc có khắc hai chữ Mạc Linh trông rất cổ điển. Lúc hắn ngẩng đầu lên lần nữa, nữ nhân này đã đi xa từ lâu. Bảo địa đệ tử nòng cốt mới có thể đi vào. Cũng thú vị đó chứ, Lâm Nhất đăm chiêu suy nghĩ, phải tìm cơ hội hỏi cung minh xem có những bảo địa nào mới được. Lầu Thính Phong, Thư viện Thiên Phủ. Lầu Thính Phong trong thư viện cũng giống như điện nhiệm vụ của những tông môn khác, là nơi giao nhiệm vụ. Lầu 1 và 2 cho phép đệ tử ngoại môn đi vào, lầu 3-4 thì cho phép đệ tử nội môn, còn lầu cuối chỉ mở cho đệ tử nòng cốt. Lúc này, lối vào lầu 5 có một thanh niên áo đen đi tới, thanh niên sắc mặt lạnh lùng, giữa chân mày mang theo cảm giác tàn bạo. Tu vi của hắn ta là cảnh giới âm huyền đại thành đỉnh phong, hơi thở trên người vô cùng nặng nề. Cho người ta một cảm giác rất khó động vào. Hắn chỉ vừa xuất hiện. Bầu không khí trong lầu 5 lập tức trở nên kỳ lạ, ai cũng nhìn về phía hắn ta bằng ánh mắt giễu cợt. Thanh niên áo đen nhíu mày, hơi khó hiểu, nhưng không biết vấn đề nằm ở đâu. Hắn ta đảo mắt nhìn về phía một thanh niên mặc áo bào tím nổi bật trong đám người. Hơi thở trên người thanh niên áo bào tím sâu không lường được, có thể mơ hồ cảm giác tu vi đã đột phá tới cảnh giới dương huyền. Nhìn thấy người này, thanh niên áo đen lập tức sáng mắt lên. Nở nụ cười bước nhanh tới. Không ngờ xuất quan lại gặp Mai Sư Huynh, không biết lần này Mai Sư Huynh nhận nhiệm vụ gì, có thể dẫn tiểu đệ đi theo không? Sau khi đến gần, thanh niên áo đen cung kính nói. Ở trước mặt người này, vẻ kiêu căng trên mặt hắn ta hoàn toàn biến mất. Thanh niên áo bào tím chính là đệ tử nòng cốt của Thư viện Thiên Phủ, Mai Tử Viêm, tiếng tăm chỉ đứng sau Mạc Linh. Tu vi đã thăng lên cảnh giới dương huyền tiểu thành từ lâu. Cảnh giới tử phủ có tổng cộng 3 cảnh giới lớn, cảnh giới âm huyền, cảnh giới dương huyền và cảnh giới âm dương. Mỗi khi đột phá một cảnh giới đều có thể khiến thực lực của mình được lột xác, xảy ra thay đổi long trời lở đất. Nếu nói có lẽ cảnh giới âm huyền đại thành có 5 phần cơ hội đánh bại tồn tại âm huyền viên mãn, thì cảnh giới âm huyền viên mãn muốn đánh bại cảnh giới dương huyền lại khó như lên trời, khả năng chưa đến 2 phần. Cảnh giới âm huyền và dương huyền cách nhau một khoảng rất xa, chân nguyên tử phủ đã biến chất. Đứng trong những thiên tài cảnh giới âm huyền, người này đương nhiên giống như hạc giữa bầy gà, khiến người ta phải ngước nhìn. Thanh niên áo đen muốn đi theo Mai Tử Viêm làm nhiệm vụ, tìm chút lợi ích. Đa số những người bên cạnh Mai Tử Viêm ở đây cũng đều có suy nghĩ giống hắn ta, bình thường cũng xem như cùng một giới. Cổ Phong, người đúng là vô tâm. Đệ đệ của ngươi bị người ta sỉ nhục trước mặt mọi người trong điện Tú Vân, dùng một kiếm làm mất hết mặt mũi, ngươi lại còn tâm trạng đi ra ngoài với Mai Sư Huynh. Một người ở gần đó cười như không cười nhìn hắn ta, thản nhiên nói. Có chuyện này sao? Sắc mặt Cổ Phong lập tức thay đổi,
hắn ta vừa xuất quan, hoàn toàn không nghe nói đến chuyện này. Cổ Đằng cũng không nói với hắn ta chuyện này, cho nên hắn ta không hề hay biết. Ngươi cảm thấy có hay là không? Được rồi, đừng trêu Cổ Phong nữa. Cổ Phong, người đã thương đệ đệ ngươi là một chấp sự khách khanh mới đến từ Đại Tần Đế Quốc, tự xưng là công tử táng hoa, cực kỳ ngạo mạn. Những người khác kể từ đầu đến đuôi, cuối cùng Cổ Phong cũng hiểu tường tận chuyện này. Hắn ta lập tức xa sầm mặt, không ngờ một tên vô dụng đến từ Đại Tần lại dám sỉ nhục đệ đệ của mình ngay trước mặt mọi người. Khó trách, khó trách lúc mình vừa đi vào, những người ở đây đều nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ. Người bị sỉ nhục là Cổ Đằng, nhưng mình cũng bị ảnh hưởng. Đa tạ mọi người đã cho ta biết, ta đi trước. Nét mặt Cổ Phong rất u ám, hắn ta cũng không muốn ở lại lâu hơn, lập tức xoay người rời đi, giữa chân mày là sát khí lạnh lẽo. Này, Cổ Phong, gần đây tiểu tử này rất thân thiết với Mạc Linh, có cần ta ra tay giúp ngươi không? Đúng lúc này, Mai Tử Viêm vẫn luôn giữ im lặng nhìn theo bóng lưng của đối phương, đột nhiên cất lời. Đối phó với một tiểu tử đến từ Đại Tần Đế Quốc mà cũng cần Mai Sư Huynh ra tay, Cổ Phong cũng chưa đến mức mặt dày như thế. Cổ Phong từ chối Mai Tử Viêm, thẳng thừng rời đi chưa từng dừng bước. Cổ Phong này nóng nảy thế, biết rõ người này thân thiết với Mạc Linh còn dám hung hăng như vậy. Không kiêu căng thì còn cách gì nữa, nếu không chút cơn tức này ra, sau này còn mặt mũi nào lăn lộn trong giới đệ tử nòng cốt, e rằng gặp ai cũng không ngẩng đầu lên được. Cũng đúng, nhưng ta nghe nói tiểu tử kia cũng có chỗ hơn người, Cổ Phong có thể làm gì hắn sao? Ngươi nghĩ nhiều quá rồi, đối phương chỉ có tu vi âm huyền tiểu thành, lại đến từ Đại Tần Đế Quốc thì có chỗ nào hơn người? Cổ Phong có cảnh giới âm huyền đại thành đỉnh phong, từng giết chết cả tán tu cảnh giới âm huyền viên mãn, chỉ có thể nói lần này tiểu tử kia động vào người không nên động rồi. Một chấp sự khách khanh mà cũng dám ngông cuồng như thế, thật sự nên được dạy dỗ một chút. Rất nhiều đệ tử nòng cốt trong lầu Thính Phong bàn tán sôi nổi, ai cũng tràn đầy lòng tin với Cổ Phong. Cũng không quá xem trọng chuyện này. Trong Linh Mộc Phong, Lâm Nhất đang trò chuyện với Cung Minh hoàn toàn không hay biết chuyện này. Mười mấy ngày trôi qua, hắn đã quên mất chuyện của Cổ Đằng từ lâu rồi. Đây thật sự là ngọc bài Mạc Linh sư tỷ cho ngươi à? Cung Minh cầm ngọc bài Lâm Nhất đưa tới, trong mắt là vẻ khó tin, cực kỳ khiếp sợ. Lâm Nhất cười nhẹ nói, có thể là giả sao? Cung Minh trả lại ngọc bài cho hắn, cười khổ nói, Lâm huynh thật khiến người ta ngạc nhiên, Mạc Linh sư tỷ có thể tự mình hướng dẫn ngươi tu luyện linh văn đã đủ khiến người ta khiếp sợ rồi. Không ngờ ngay cả ngọc bài cũng có thể đưa cho ngươi. Lâm Nhất sửa lại lời hắn ta, chỉ cho ta mượn một ngày thôi, dùng xong phải trả. Cho nên ta mới đến thỉnh giáo Cung huynh, xem trong thư viện thiên phủ này có những bảo địa nào để đi cho đáng một lần. Lăng Tiêu Kiếm Các cũng có tứ đại bảo địa, có lẽ thư viện thiên phủ này chỉ có hơn chứ không kém. Hắn khá là mong đợi với việc này. Nói đến thì thư viện thiên phủ có khá nhiều bảo địa, ví dụ như đỉnh núi Linh Mộc Phong này, bình thường luôn cấm người ngoài vào trong, chỉ cho đệ tử nòng cốt đi vào thôi. Đỉnh núi Linh Mộc Phong là nơi nào? Lâm Nhất tò mò hỏi. Lâm Nhất chỉ tu luyện ở sườn núi của Linh Mộc Phong mỗi ngày đã cảm thấy thực lực của mình tăng vọt rồi. E rằng đỉnh núi sẽ là một bảo địa khá ghê gớm. Cung Minh cười nói, Linh Mộc Phong có một linh hồ, cứ cách 3 tháng linh hồ sẽ sản sinh huyền âm linh nhũ một lần, rất có lợi cho võ giả cảnh giới âm huyền tu luyện. Ngoài ra, hôm đó còn sẽ xuất hiện hoa huyền âm, tất cả đệ tử của tông môn đều sẽ đến tranh đoạt. Linh hồ. Lâm Nhất thầm thấy động lòng, trước kia hắn từng tiếp xúc với một linh hồ tiên thiên, thu hoạch khá khổng lồ. E rằng linh hồ của thư viện thiên phủ này sẽ cao cấp hơn rất nhiều, có lẽ linh hồ mà hắn từng tiếp xúc không thể sánh bằng được. Huyền âm linh nhũ, hoa huyền âm, vừa nghe đã biết là kỳ vật có tác dụng lớn với võ giả cảnh giới âm huyền. Huyền âm linh nhũ còn đỡ, một hồ tràn đầy, chỉ cần đi sẽ có thu hoạch. Còn hoa huyền âm thì phải sử dụng đủ loại thủ đoạn, nhưng gần như tất cả đều là của đệ tử nòng cốt. Đệ tử nội môn tham gia cũng chỉ để hóng hớt, muốn thử vận may có nghịch thiên đến mức may mắn thu hoạch được một đóa không mà thôi.
đệ tử nòng cốt cũng có thể tham gia ư? Đúng, ngoài 10 đệ tử nòng cốt đứng đầu, các đệ tử nòng cốt còn lại đều có thể tham gia. Còn vì sao không cho phép 10 đệ tử nòng cốt đứng đầu tham gia là bởi vì trước khi đứng trong hàng 10 cũng đã giành được rất nhiều hoa huyền âm. Nếu thăng lên hàng 10 người mạnh nhất, đương nhiên phải để cơ hội lại cho những người khác, với cảnh giới của bọn họ cũng không muốn có hoa huyền âm lắm. Nghe Cung Minh giải thích xong, Lâm Nhất trầm ngâm nói, vậy ngọc bài này của ta có thể dùng ở hồ huyền âm. Cung Minh nở nụ cười, hắn khoát tay nói, trong hồ huyền âm đương nhiên có nhiều lợi ích, nhưng ngọc bài này chỉ có thể sử dụng một ngày, dưới tình huống huyền âm linh nhũ không xuất hiện thì thật sự hơi lãng phí. 10 ngày sau, hồ huyền âm sẽ cho mọi người vào, đến lúc đó, Lâm Huynh không cần ngọc bài cũng có thể đến. Thì ra là thế, vậy xem ra ta suy nghĩ không chu toàn rồi. Ngươi xem thử thế này được không, Lâm Huynh có nhu cầu cấp thiết gì thì nói ta nghe thử, ta sẽ đề cử ngươi đi tới bảo địa thích hợp. Ngọc bài này chỉ có thể dùng một ngày, dù sao cũng phải phát huy tác dụng của nó, nếu không sẽ lãng phí lắm. Cung Minh khá xem trọng chuyện này, dù sao không phải ai cũng có thể tùy tiện giữ ngọc bài của Mặc Linh sư tỷ. Bỏ lỡ cơ hội lần này thì khó có lần sau. Lâm Nhất trầm ngâm một lát rồi ngẩng đầu lên nói, thư viện thiên phủ có bảo địa thích hợp để tu luyện công pháp không? 10 ngày nay, mỗi ngày hắn đều tu luyện tiến bộ thần tốc, tu vi hơi chứng lại dần trở nên vững chắc. Còn hoa tử diên màu bạc ở vùng tử phủ đã nở tới 78 đóa, chỉ còn thiếu 3 đóa nữa là đạt tới tầng 9 đỉnh phong. Nếu hắn có thể mượn bảo địa để thăng lên tầng 9 đỉnh phong thì là chuyện không thể tốt hơn. Công pháp sao? Cung Minh cười nói, nếu tin tưởng ta, Lâm Huynh có thể đi đến mật cảnh hỏa ngục xem thử. Nơi này, dù là đệ tử nòng cốt cũng nửa năm mới có thể đến một lần, nhưng khá có hiệu quả trong việc rèn luyện công pháp. Vậy thì phiền Cung Huynh dẫn đường giúp ta, nếu còn dư thời gian, ta có thể cho Cung Huynh mượn ngọc bài dùng một lúc. Lâm Nhất cảm thấy muốn thăng lên tầng 9 đỉnh phong có lẽ không cần đến một ngày. Cho Cung Minh mượn dùng ngọc bài cũng không phải chuyện lớn gì. Nhưng nghe hắn nói thế, Cung Minh lại có hơi kích động, sau đó vội hỏi lại, thật sao? Đương nhiên là thật. Cung Minh vui mừng ngoài dự đoán, khiến Lâm Nhất hơi ngạc nhiên. Thật ra Lâm Nhất không biết rằng với thiên phú của Cung Minh, e rằng cả đời cũng khó hưởng thụ những bảo địa của đệ tử nòng cốt. Lâm Nhất có thể cho hắn ta một cơ hội, đương nhiên khiến hắn ta mừng như điên rồi. Nửa canh giờ sau, một đài cao rất cổ xưa xuất hiện trước mặt hai người, bãi đất trống phía trước đài cao tập trung rất nhiều đệ tử thư viện đang chăm chỉ tu luyện. Nơi này tràn ngập linh khí thuộc tính hỏa, tảng đá trên mặt đất cũng mang một màu đỏ thẫm. Mật cảnh hỏa ngục không phải ai cũng có thể vào. Nhưng quảng trường hỏa ngục bên dưới lại rất đông đúc, dù hiệu quả không bằng 1/10 mật cảnh, nhưng cũng tốt hơn những nơi khác nhiều. Lâm Huynh, lối vào mật cảnh hỏa ngục ở ngay trên đài cao đó. Cung Minh chỉ tay, nói với Lâm Nhất. Lâm Nhất nhìn theo hướng chỉ của hắn ta, tầm mắt lướt qua từng bậc thang, dừng lại trên đài cao như có ánh lửa nhảy múa, tràn ngập hơi thở cổ xưa tang thương kia. Hoa tử diên màu bạc ở vùng tử phủ không hề báo trước mà lặng lẽ nở rộ, cực kỳ hưng phấn. Trước mắt Lâm Nhất lập tức sáng lên, đến đúng chỗ rồi. Đi. Lâm Nhất kiềm chế cảm xúc hưng phấn trong lòng, nói với Cung Minh, sau đó đi về phía mật cảnh hỏa ngục. Hành động của hai người lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều đệ tử thư viên trên quảng trường hỏa ngục. Bình thường không có ai đi lên đài cao cả. Không phải đệ tử nòng cốt, có đi cũng không vào được mật cảnh hỏa ngục, không có chút lợi ích nào. Hai người kia đang làm gì thế? Hình như người mặc đồ xanh, lưng đeo hộp kiếm là công tử Táng Hoa Lâm Nhất. Đúng, chính là hắn. 10 ngày trước, hắn đánh bại Cổ Đằng trước mặt mọi người, khiến đối phương mất hết mặt mũi, đến hôm nay vẫn không dám lộ diện. Cổ Đằng này thật vô dụng, nói năng ngông cuồng bảo sẽ cho đối phương biết sức mạnh của thế lực cấp chuẩn bá chủ, cuối cùng lại thua thảm hại, không thể trở tay. Thư viện đều bị Cổ Đằng này làm mất hết mặt mũi, nhưng mà, hai người này muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn có thể đi vào mật cảnh hỏa ngục sao? Đùa à! Nhìn hai người bước từng bước lên bậc thang, thật sự đi về phía mật cảnh hỏa ngục, rất nhiều người đều tỏ vẻ khó hiểu.
Trên đài cao, dưới bầu trời u ám, ở trung tâm có một ngọn lửa nhảy múa như xuyên qua một thế giới thần bí và đáng sợ nào đó. Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng nổ đáng sợ trong ngọn lửa, tựa như có thú dữ đang gào thét vậy. Trong này là mật cảnh hỏa ngục à? Lâm Nhất quan sát ngọn lửa kỳ lạ trước mặt, có thể cảm nhận được làn sóng đáng sợ bên trong, ngọn lửa cao tới 10 trượng này thật sự rất có sức uy hiếp. Nghe nói bí cảnh này là một luồng thần hỏa do đại năng thượng cổ luyện hóa, bây giờ thần hỏa rơi vào trong thành U Châu. Không chỉ có thư viện thiên phủ, mà những thế lực cấp chuẩn bá chủ khác và huyền dương điện đều cùng sử dụng, không ai có thể độc chiếm được nó. Hỏa ngục này tổng cộng chia làm 3 tầng. Cung Minh ở bên cạnh nhẹ giọng giảng giải cho Lâm Nhất. Trong lòng Lâm Nhất dâng lên chút gợn sóng, không ngờ mật cảnh hỏa ngục lại có lai lịch lớn đến thế. Lâm Huynh, sau khi tiến vào tốt nhất người đừng xảy ra mâu thuẫn với người của thế lực khác, một khi có biến cố gì sẽ bị liệt diễm trong hỏa ngục cắn trả, hậu quả rất đáng sợ, nhưng theo lẽ thường, các thế lực đều tuân thủ nguyên tắc không xảy ra tranh đấu trong hỏa ngục, vì cái giá phải trả quá đắt. Trước khi đi, Cung Minh nghiêm túc nhắc nhở. Ta biết, vậy Cung Huynh ở lại đây đợi ta nhé. Lâm Nhất gật đầu, thân thể chợt lóe, lao thẳng về phía ngọn lửa kỳ lạ kia. Trong ngọn lửa có một cánh cửa vặn vẹo, Lâm Nhất di chuyển qua lại ở bên trong, nhưng vẫn không thể đi vào trong. Thấy cảnh này, mọi người bên dưới quảng trước lập tức cười cợt. Không phải đệ tử nòng cốt mà cũng muốn đi vào mật cảnh hỏa ngục, thật là mơ giữa ban ngày. Lâm Nhất đứng trong lửa đăm chiêu suy nghĩ, một lát sau mới hiểu ra, lấy ngọc bài của Mạc Linh cầm trong lòng bàn tay. Ngay sau đó, cánh cửa vặn vẹo lập tức bộc phát ra một lực hút đáng sợ hút cả người Lâm Nhất vào bên trong. Sao có thể? Thật sự đi vào rồi. Một chấp sự khách khanh lại có thể đi vào mật cảnh hỏa ngục. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, rất nhiều đệ tử chỉ có thể tu luyện trên quảng trường bên dưới đều vô cùng khiếp sợ, có thể nói là cảm thấy cực kỳ bất bình. Một chấp sự khách khanh đến thư viện chưa được nửa tháng lại có thể đi vào mật cảnh hỏa ngục. Còn bọn họ đến đây ít thì một năm, nhiều thì hai năm, lại chỉ có thể tu luyện trên quảng trường một cách đáng thương. Đi vào trong, hoàn toàn không dám nghĩ tới. Rốt cuộc sao tên này có thể làm được? Rất nhiều người nhìn lên, nét mặt rất là không cam lòng. Nhưng dù có không cam lòng đến mức nào cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, ngoài hâm mộ ghen tị thì không làm được gì nữa. Sau khi tầm nhìn rõ ràng lại, hoàn toàn xuyên qua không gian vặn vẹo, Lâm Nhất ngẩng đầu nhìn lên. Thứ có thể nhìn thấy trước mắt là một vùng đỏ thẫm, bầu trời tràn ngập ngọn lửa vô tận, trong ngọn lửa mang theo tiếng nổ đinh tai nhức óc, tựa như bầu trời kia được tạo thành từ dung nham kéo dài bất tận. Trong mắt Lâm Nhất lộ vẻ ngạc nhiên, không gian rộng lớn này có dung nham tập trung thành mây lửa cuồn cuộn chuyển động. Thi thoảng có một lỗ hổng to lộ ra, ngọn lửa sẽ như dòng nước thép bị đun chảy. Chảy xuống trông rất chói mắt. Khắp không gian đều tràn đầy linh khí thiên địa hung ác, khắp nơi đều là mặt đất nứt toác, ánh lửa phun trào. Trong không gian tạo thành từ ngọn lửa này có rất nhiều bóng người, xuất hiện từ các lối vào. Sau khi xuất hiện, những người này mượn ngọn lửa lơ lửng giữa không trung bay về phía lỗ hổng trên trời. Khác với sự rung động của Lâm Nhất, bọn họ đã quen thuộc với không gian này từ lâu. Lập tức đi tới nơi mình muốn. Lâm Nhất nhìn một vòng, hắn có thể cảm nhận được hơi thở cực kỳ mạnh mẽ trên người những người này. Không ngoài dự đoán, đây là những đệ tử nòng cốt của các thế lực cấp chuẩn bá chủ hoặc huyền dương điện. Hỏa ngục tổng cộng chia thành 4 tầng, càng đi lên linh khí thuộc tính hỏa càng dày đặc, nghe nói trên tầng 4 có tồn tại không gian thần bí. Trước mắt chỉ là tầng thứ nhất, e rằng không thể thỏa mãn nhu cầu của những đệ tử nòng cốt này. Lâm Nhất thầm nghĩ, sau đó lập tức bay đến tầng 2. Cũng giống như những người khác, hắn không xem trọng không gian tu luyện của tầng thứ nhất lắm. Dù sao thời gian không nhiều, phải sử dụng triệt để ngọc bài của Mạc Linh mới được. Nghĩ vậy, Lâm Nhất bèn di chuyển trong bầu trời. Thất huyền bộ, kim ô tung cánh. Kim ô ấn ở sau lưng sáng rực lên, Lâm Nhất thi triển thân pháp đến cấp độ cao nhất. Tốc độ không thua kém gì đệ tử nòng cốt của những thế lực khác, thậm chí còn nhanh hơn. Hắn dễ dàng tránh đi quả cầu lửa rơi xuống từ không trung,
không bao lâu đã đi tới một lỗ hổng. Hắn không thể đi vào, có một màng mỏng ngăn cản đường đi. Phá! Lâm Nhất thầm quát một tiếng, nhanh chóng di chuyển, đánh tới một quyền. Rắc rắc rắc! Màng mỏng kia chống chọi một lát thì ầm ầm sụp đổ, Lâm Nhất di chuyển vào trong, đi tới tầng 2 của mật cảnh hỏa ngục. Hắn đảo mắt nhìn một vòng, trong tầng 2 này có khá nhiều đệ tử đang tu luyện. Đi đến tầng 3 xem sao. Nhưng cảm nhận sơ qua, Lâm Nhất không hài lòng với hoàn cảnh trong tầng 2 lắm. Một khắc sau, hắn đột phá kết giới hỏa diễm trên bầu trời, đi tới tầng 3 của mật cảnh hỏa ngục. Tầng 3 của mật cảnh cần ít nhất thực lực âm huyền đại thành mới có thể tu luyện ở đây. Dù tu vi trước mắt của Lâm Nhất chỉ là âm huyền tiểu thành, nhưng kết hợp với long tượng chiến thể đỉnh phong, thực lực bộc phát ra không thua kém âm huyền đại thành là mấy. Nếu chỉ là tồn tại âm huyền đại thành sơ kỳ thì chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Trong bí cảnh tầng 3, mây trôi như nước, sóng nhiệt ngút trời, có vô số quả cầu lửa chói mắt cuồn cuộn phá vỡ chân trời, chiếu sáng rực không gian này. Từ sau khi hắn đến tầng 3, hoa tử diên màu bạc ở vùng tử phủ vẫn không ngừng rung lên. Lâm Nhất gật đầu, có lẽ linh khí thiên địa trong tầng 3 này đủ rồi. Lâm Nhất đảo mắt, tìm được một nơi yên tĩnh. Hắn ngồi xuống, giơ tay chạm vào mặt đất, cảm thấy nóng ran, tu luyện ở đây thật sự khá thử thách sức chịu đựng của thân thể. Nếu không thể chịu đựng, cho dù vào tới bảo địa cũng không thể ở lại được lâu. Nhìn từ phía xa, Lâm Nhất có thể thấy trên người rất nhiều bóng người ngồi xếp bằng là ánh lửa ngút trời, đều bị ánh lửa dày đặc chói mắt bao phủ. Ánh lửa kia có kích thước không giống nhau. Có cái chỉ cao một trượng, có cái cao đến mười mấy trượng, thậm chí còn có một vài bóng người hiếm hoi bị ánh lửa cao đến mấy chục trượng bao phủ, đến mức trên bầu trời còn có tia chớp đỏ thẫm rơi xuống. Dù hắn đứng cách rất xa cũng có thể cảm nhận được hơi thở kinh khủng khiến người ta sợ hãi. Những tia chớp kia quá đáng sợ, nhưng dường như cũng ẩn chứa năng lượng khủng khiếp. Võ giả dám tu luyện trong dị tượng như vậy chắc chắn đều là người tài cao gan lớn, nói không chừng chính là nhân tài kiệt xuất danh tiếng lẫy lừng trong thành U Châu. Sự sắc bén khiến người ta phải khâm phục. Lâm Nhất chậm rãi nhắm hai mắt, thầm suy nghĩ, lặng lẽ vận chuyển Tử Diên kiếm quyết. Khi kiếm quyết được vận chuyển, hoa Tử Diên đã sớm mất khống chế hoàn toàn nở rộ, không ngừng hấp thu linh khí tứ phương. Vào khoảnh khắc vận chuyển kiếm quyết, mặt đất lập tức rung lên, vô số sóng nhiệt kèm theo linh khí mãnh liệt kéo tới. Ầm! Một khắc sau, trên người Lâm Nhất lập tức bị ánh lửa bao phủ, thân thể cảm thấy nóng rát đau đớn. Hắn không ngừng vận chuyển kiếm quyết, ánh lửa trên người cũng ngưng tụ dày đặc, tập trung lại với một tốc độ đáng sợ. Thì ra là thế. Lâm Nhất lập tức hiểu ra, tu luyện ở đây thật sự rất nhanh, lúc hấp thu những linh khí thuộc tính hỏa cổ xưa này sẽ phải đối mặt với sự tấn công của ngọn lửa, không thể tránh khỏi, hấp thu càng nhiều, sự cắn trả của hỏa ngục này sẽ càng dữ dội hơn. Linh khí thuộc tính hỏa ở nơi này gần như là vô cùng vô tận, chỉ cần ngươi muốn là sẽ có thể điên cuồng luyện hóa. Nhưng nếu không cẩn thận vượt qua giới hạn chấp nhận của mình sẽ bị đốt thành tro bụi. Nó là một con dao hai lưỡi, giới hạn như thế nào hoàn toàn dựa vào khống chế của bản thân. Bây giờ nghĩ lại, những yêu nghiệt tập trung ánh lửa cao đến mấy chục trượng kia đúng là đáng sợ. Lâm Nhất không dám quá chủ quan, cẩn thận thôi động chân nguyên màu bạc để bảo vệ cơ thể. Bản thân Tử Diên kiếm quyết đã có thuộc tính băng hàn, bản thân Lâm Nhất có sẵn long tượng chiến thể đỉnh phong nên hắn khá bình tĩnh khi đối mặt với ảnh lửa hừng hực có thực thể. Bập bùm! Khi những linh khí thuộc tính hỏa cổ xưa này chui vào trong cơ thể, đóa hoa Tử Diên kia của Lâm Nhất lớn lên với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Bên cạnh đó, tu vi trì trệ của hắn cũng bắt đầu tăng lên. Trong Linh Mộc Phong, tu vi đã dần ổn định sau những ngày điên cuồng tăng vọt, đến hôm nay lại tiếp tục tăng lên, đây quả thật là một niềm vui bất ngờ. Tóm lại, nói đúng ra hắn đã thăng cấp lên cảnh giới âm huyền trong vòng chưa đầy một tháng. Phóng tầm mắt ra khắp cổ vực Nam Hoa, tu vi tiến bộ trong một thời gian ngắn như vậy cũng tương đối hiếm thấy. Cái tên hỏa ngục quả nhiên danh bất hư truyền. Cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể mình, Lâm Nhất thầm mừng rỡ,
bảo địa mà Cung Minh đề cử cho hắn này quả thật rất đúng đắn. Nhưng hắn có vẻ đã cẩn thận quá mức. Sau khi tìm hiểu, Lâm Nhất phát hiện khả năng chịu đựng của cơ thể mình mạnh hơn hẳn tưởng tượng rất nhiều. Long tượng chiến thể cảnh giới đỉnh phong mạnh đến mức cơ thể người thường khó có thể so sánh. Nếu đã như vậy thì phải càn rỡ một chút. Lâm Nhất không dè chừng nữa, điên cuồng vận chuyển Tử Diên kiếm quyết, linh khí thuộc tính hỏa cuồn cuộn như thủy triều chảy theo kinh mạch vào vùng tử phủ. Ầm ầm. Cùng lúc đó, sóng nhiệt nóng rực cuốn tới từ bốn phương tám hướng, trong nháy mắt đã chôn vùi Lâm Nhất. Ánh lửa bao phủ trên người hắn không ngừng sinh trưởng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Một trượng, hai trượng, bốn trượng, tám trượng, 16 trượng, 32 trượng. Khi ánh lửa bao phủ trên người đạt tới 36 trượng, trên bầu trời nóng hầm hập như dung nham lập tức đánh xuống một tia chớp đỏ như máu. Ầm. Tia chớp sáng rực lóa mắt, đinh tai nhức óc khiến cho đất trời rung mạnh. Rất nhiều đệ tử đang nhắm mắt tu luyện ở xung quanh đều giật mình tỉnh lại, nhìn thấy tia chớp đánh xuống ánh lửa 32 trượng thì lập tức hoảng sợ. Ánh lửa 32 trượng lập tức cao lên đến 60 trượng ngay trước mắt họ. Ánh lửa sáng rực bao trùm lấy thiếu niên lập tức khiến mọi người hoảng sợ. Khi tia điện đỏ như máu kia đánh vào người Lâm Nhất. Tia điện đỏ như máu lập tức xuyên qua biển lửa mênh mông, đánh vào Lâm Nhất đang bị ánh lửa bao phủ, tia điện ẩn chứa năng lượng tinh khiết không ngừng tràn vào cơ thể. Dưới sự khống chế của Tử Diên kiếm quyết, những năng lượng vô tận và tinh khiết này liên tục đổ vào vùng tử phủ. Năng lượng của tia điện cuồng bạo pha trộn vào nhau, linh khí thuộc tính hỏa cổ xưa kéo tới từ bốn phía dần dần trở nên ổn định. Ánh lửa cao hơn 60 trượng trên người hắn cũng yên tĩnh lại một phần. Cảm nhận được sự thay đổi lần này, Lâm Nhất cũng yên tâm hơn, ít nhất hắn không bị ngọn lửa này đốt thành cho bụi. Ánh lửa dày đặc phủ lên người hắn từng lớp như chiếc áo choàng, nó không chỉ nóng rực mà còn nặng nề như núi, mang đến cho người đang ngồi khoanh chân một áp lực cực lớn. Lâm Nhất thản nhiên ngồi, mặc cho ánh lửa kia thiêu đốt cơ thể, bình tĩnh vận chuyển Tử Diên kiếm quyết. Linh khí thuộc tính hỏa không ngừng đổ vào trong hoa Tử Diên màu bạc, kỳ công thượng của Tử Diên kiếm quyết mạnh lên với tốc độ không thể tưởng tượng. Ầm ầm. Ánh lửa 62 trượng ngút trời làm cho cả khu vực này trở nên sáng rực. Cảnh tượng điên cuồng và đáng sợ này đã thu hút các nhân tài trong tầng 3 hỏa ngục phải ghé mắt. Khi cảm nhận được tu vi của người trong ngọn lửa chỉ mới cảnh giới âm huyền tiểu thành, mọi người đều hết sức kinh ngạc, chuyện này sao có thể? Với ánh lửa đáng sợ kia, có lẽ nhân tài cảnh giới âm huyền viên mãn cũng không dám kiên trì bao lâu. Ở trong mắt họ, Lâm Nhất hành động như vậy chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết. Đến giới hạn rồi ư. Nhìn tu vi đang tăng mạnh dần ổn định lại, Lâm Nhất lại bắt đầu dục dịch. Quả thật đã đến giới hạn, trái tim hắn có thể bình tĩnh, nhưng áp lực và nỗi đau mà thể xác phải chịu đựng vô cùng lớn. Cảm giác đau ấy giống như có những cây ngân châm mỏng đâm xuyên qua da, đi vào trong máu, xương và lục phủ ngũ tạng. Nếu không đau thì thôi, một khi đã đau thì sẽ như bị hàng vạn con sâu độc đục tim, đau đến mức không muốn sống nữa. Nếu người thường bị như vậy thì e rằng đã sớm không dám manh động, cẩn thận từng ly từng tí như đang dẫm lên băng mỏng. Nhưng giới hạn là gì? Trong 10 ngày qua, những việc Lâm Nhất đã làm khi được Mặc Linh dạy bảo chính là phá vỡ giới hạn và vượt qua giới hạn. Ta đến nơi hỏa ngục này chỉ mong được đạt tới đỉnh cao, phá vỡ giới hạn. Hắn không suy nghĩ nhiều nữa, lại bắt đầu tăng tốc độ hấp thu Tử Diên kiếm quyết, ánh lửa hơn 60 trượng lại khuếch đại gần gấp đôi. 100 trượng. Dưới sự bao phủ của ánh lửa 100 trượng, khu vực nơi Lâm Nhất ngồi có lửa cao ngút trời. Có thể nhìn thấy rõ từ mỗi ngóc ngách trong tầng 3 bí cảnh này. Lửa cháy hừng hực, cao chạm đến trời. Ầm ầm. Trước ánh lửa trăm trượng này, dường như cả bầu trời cũng chấn động vì nó, mấy chục tia điện đỏ rực như lửa đánh xuống. Dị tượng đáng sợ này khiến người ta phải sững sờ. Tiểu tử này điên rồi hả? Chắc chắn là điên rồi. Hắn không sợ chết sao? Trời ạ, thật đáng sợ. Trước dị tượng kinh khủng thế này, rất nhiều võ giả ở khá gần Lâm Nhất đều tránh đi. Nói là khá gần,
nhưng gần nhất cũng phải mấy chục dặm. Trên một ngọn núi thấp ở nơi nào đó của tầng 3 bí cảnh có ánh lửa hơn 80 trượng bao phủ, dị tượng này cũng rất đáng kinh ngạc, chỉ là vẫn kém 100 trượng của Lâm Nhất một chút. Trong ngọn lửa có một thanh niên áo xám đang ngồi khoanh chân. Vù! Thanh niên áo xám đột nhiên mở mắt ra, một tia sáng chợt lóe qua trong mắt rồi biến mất. Chỉ vừa liếc mắt nhìn, ánh mắt này đã như xuyên thủng hư không, tựa thanh bảo kiếm sắc bén nhất thế gian, không gì có thể cản. Thú vị, từ khi nào mà trong thành U Châu lại có một yêu nghiệt như thế? Thanh niên áo xám nhếch môi nở nụ cười, nhìn về phía nơi Lâm Nhất ngồi bằng ánh mắt tràn đầy đăm chiêu. Khác với những người khác, người ngoài chỉ có thể cảm ứng đại khái tu vi của Lâm Nhất. Nhưng hắn ta lại có thể cảm nhận được kiếm ý sắc bén vô song trong cơ thể thanh niên kia. Cùng là kiếm ý tiên thiên giống hắn ta. Ánh lửa trên người dần tiêu tan. Thanh niên áo xám chậm rãi đứng lên, trên mặt hiện lên vẻ suy tư. Cảnh giới của hắn ta quá cao, nếu hắn ta dẫn động ngọn lửa trăm trượng như Lâm Nhất thì áp lực phải chịu đựng sẽ còn lớn hơn đối phương gấp mấy lần. Nhưng hắn ta tự hỏi, nếu ở cùng cảnh giới với đối phương, liệu hắn ta có khí phách như thế không? Ngọn lửa trăm trượng đốt cho trời đất rung lên, thật bá đạo biết bao. Chỉ có kiếm khách mới can đảm như thế. Hồng hộc. Đúng lúc này, một bóng người không ngừng lấp lòe trên sườn núi ở phía dưới. Một lát sau, bóng người này đã xuất hiện trước mặt thanh niên áo xám. Nếu Lâm Nhất ở đây thì chắc sẽ có ấn tượng với người này. Người này chính là Nhiếp Phong của Lầu Tàn Kiếm, một trong những đối thủ tranh đoạt Kim Liên Tử Hỏa với hắn trước kia. Sư huynh, người này chính là Lâm Nhất mà ta đã nói với huynh, công tử Táng Hoa, Lâm Nhất. Nhiếp Phong nhìn thanh niên áo xám với vẻ kính nể, đó là vẻ khâm phục từ tận đáy lòng. Quả nhiên là hắn. Tia kinh ngạc thoáng qua trong mắt thanh niên áo xám, trên mặt hắn ta không có vẻ bất ngờ, chỉ là nụ cười rạng rỡ hơn và càng thêm hứng thú. Sư huynh đoán được à? Nghe vậy, Nhiếp Phong hơi kinh ngạc. Thanh niên áo xám cười nhạt, bước đi vài bước, nói khẽ, nếu nói là đoán được thì cũng không hẳn. Chỉ là có cảm giác sẽ là người mà đệ nói với ta, tên yêu nghiệt chưa vào tử phủ đã nắm giữ kiếm ý tiên thiên kia. Nhiếp Phong tiếp lời, xem ra tin tức không giả, hắn thật sự đã gia nhập thư viện thiên phủ, có điều. Tốc độ thăng cấp này quá quỷ dị, chẳng lẽ chưa đầy 2 tháng đã trở thành đệ tử nòng cốt ư? Lát nữa hỏi hắn sẽ biết thôi mà. Thanh niên áo xám cười thản nhiên. Hả, sư huynh muốn gặp hắn ạ? Lần này Nhiếp Phong còn kinh ngạc hơn, với thanh danh của sư huynh mà lại muốn chủ động gặp Lâm Nhất. Đương nhiên, ta cảm thấy khá hứng thú về người này, khó lắm mới gặp thì sao có thể bỏ lỡ cơ hội. Thanh niên áo xám tươi cười, nhẹ giọng lẩm bẩm, chắc không kéo dài được lâu đâu, dị tượng thế này, dù hắn có nghịch thiên cỡ nào cũng không dám duy trì thời gian quá dài. Nhưng vẫn khiến thanh niên áo xám này thất vọng. Ngọn lửa cao trăm trượng hừng hực thiêu đốt liên tục 2 canh giờ, ánh lửa mới dần yếu đi. Trong ngọn lửa, Lâm Nhất bình tĩnh lại, nhìn hoa tử diên rực rỡ, tỏa ánh bạc long lanh với vẻ mặt khá hài lòng. Hoa tử diên nở rộ toàn bộ, đếm kỹ đã có tổng cộng 78 cánh hoa, kiếm kình ẩn chứa trong đó đã đạt tới mức độ khá đáng sợ. Không thua kém chút nào so với nhân tài cảnh giới âm huyền đại thành. Đây là một sự tồn tại tương đối nghịch thiên, 3 cảnh giới nhỏ của cảnh giới âm huyền bao gồm tiểu thành, đại thành, viên mãn. Cứ mỗi cảnh giới nhỏ tăng lên, thực lực đều sẽ đột ngột tăng mạnh. Cảnh giới âm huyền đại thành đối mặt với cảnh giới âm huyền tiểu thành thường có ưu thế áp đảo, hoàn toàn không thể thắng. Chỉ là cuối cùng hơi đáng tiếc, số lượng cánh hoa không thể tăng đến 91 cánh, đạt tới 9 phần đỉnh phong. Tử Diên kiếm quyết 9 phần đỉnh phong có thể dùng kiếm trận triệu hồi ra băng phượng thượng cổ tử băng diên tước. Lúc này ngọn lửa cao trăm trượng này đã vượt quá giới hạn của bản thân, không thể chịu đựng nữa. Nếu cứ tiếp tục chịu đựng thì chắc chắn sẽ chết. Tuy Lâm Nhất tham vọng nhưng hắn chưa bao giờ liều lĩnh, tâm niệm vừa thu lại, ngọn lửa vốn đã ảm đạm lặng lẽ tiêu tan, áp lực trên người đột nhiên biến mất. Thiếu niên chậm rãi mở mắt ra. Trong mắt chợt lóe tia sáng, khí thế toàn thân như cầu vồng. Khí tức của hắn nặng nề,
nhưng rõ ràng đã mạnh hơn so với trước khi vào mật cảnh hỏa ngục. Hô! Ngay khi hắn vừa đứng lên, hai bóng dáng xuyên qua hư không như lưỡi kiếm sắc bén, nhấp nhô vài lần rồi xuất hiện trước mặt hắn. Hai người vừa chạm đất, tim Lâm Nhất liền thắt chặt lại, hắn cảm nhận được một áp lực rất lớn. Kiếm ý tiên thiên trong cơ thể không kìm nén được, điên cuồng sao động. Hoa tử diên vốn đã lặng lẽ khép lại nở rộ từng cánh, mất khống chế chậm rãi chuyển động. Gặp kẻ địch mạnh. Lâm Nhất đưa mắt qua nhìn thanh niên áo xám. Thanh niên này có tướng mạo bình thường, nhưng vẻ sắc bén trên mặt lại khiến người ta sợ hãi, sắc bén vô song. Tu vi của hắn ta cũng sâu không lường được, mênh mông vô bờ. Cảnh giới Dương Huyền. Bốn chữ này lập tức nảy lên trong đầu Lâm Nhất, không chỉ vậy, đối phương rất có thể còn nắm giữ kiếm ý tiên thiên giống hắn. Nếu không thì kiếm ý của hắn sẽ không căng thẳng như gặp phải kẻ địch mạnh như vậy. Khi nhìn sang người đứng bên cạnh thanh niên áo xám, Lâm Nhất cảm thấy hơi quen mắt nhưng lại không nhớ. Công tử Táng Hoa, lại gặp nhau rồi. Nhiếp Phong chủ động ôm quyền chào hỏi. Trong mắt hắn ta tràn đầy chấn động. Hoàn toàn không ngờ chưa đầy một tháng mà tu vi của đối phương đã đạt tới cảnh giới này, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Nếu như so sánh, thành tích trở thành đệ tử nòng cốt của hắn ta hoàn toàn không đáng kể. Thảo nào sư huynh lại nhìn hắn bằng con mắt khác, quả thật yêu nghiệt. Yêu nghiệt cũng chưa thể miêu tả chính xác về Lâm Nhất, phải nói là tiềm long xuống vực mới đúng. Hắn vốn là một con rồng. Chẳng qua bị mắc kẹt ở vùng nước cạn đế quốc Đại Tần nên mới không thể tỏa sáng. Khi đến thành U Châu mới được coi là đã đến nơi hắn thật sự nên đến. Tiềm long xuống vực, ắt sẽ có ngày bước lên mây. Nhiếp Phong. Lâm Nhất cũng không đoán được đối phương kinh ngạc thế nào, trong đầu suy nghĩ những gì, chỉ là cái tên Nhiếp Phong rất quen tai, vừa hồi tưởng thì lập tức nhớ ra. Là hắn ta, đối thủ đã tranh đoạt kim liên tử hỏa với hắn. Thảo nào hắn lại không nhớ, ngày đó hắn dùng kiếm ý tiên thiên, một chiêu bôn lôi chảm điện càn quét tất cả đối thủ, thực sự rất khó có ấn tượng. Đến trả thù ư. Lâm Nhất cẩn thận, nhìn thanh niên áo xám với ánh mắt đầy cảnh giác. Hắn tự hiểu mình không phải đối thủ của người này. Nhưng nếu muốn hắn khoanh tay chịu trói thì cũng không đơn giản, dù sao cũng phải dốc hết toàn lực. Ngươi có vẻ rất đề phòng ta. Thanh niên áo xám lại tỏ ra thản nhiên, cười khẽ, nếu ngươi biết tên của ta thì có lẽ sẽ không cảnh giác thế nữa. Ta họ Liễu, tên Thần Giật, Liễu Thần Giật của Lầu Tàn Kiếm. Lâm Nhất thầm ngạc nhiên, nhìn về phía người này bằng ánh mắt kinh ngạc. Liễu Thần Giật của Lầu Tàn Kiếm, nhân tài thuộc 100 hạng đầu bảng Long Vân, một trong tứ đại thiên kiêu của thành U Châu. Lâm Nhất nhướng mày, đã hiểu đối phương có ý gì. Với địa vị của đối phương sẽ không ra tay với hắn, giống như bản thân Lâm Nhất sẽ không ra tay với võ giả cảnh giới huyền võ. Lý do rất đơn giản, bắt nạt người khác quá đáng. Lâm Nhất bình tĩnh lại, cười nhẹ thất lễ rồi. Sao lại là thất lễ? Với thiên phú của ngươi hoàn toàn không cần phải kính nể ta. Liễu Thần Giật cố ý rút ngắn khoảng cách với Lâm Nhất, cười hỏi, Lâm Nhất, ngươi đến mật cảnh hỏa ngục này bằng cách nào vậy? Lâm Nhất cũng không giấu giếm, lấy ngọc bài của Mạc Linh ra. Trên mặt Liễu Thần Giật hiện lên vẻ chợt hiểu, nhưng ánh mắt lại có chút thất vọng, hắn ta cười bảo, thư viện thiên phủ bỏ ra số tiền vốn lớn thật, xem ra để lôi kéo ngươi về Lầu Tàn Kiếm sẽ hơi khó khăn. Lầu Tàn Kiếm không có đệ tử xinh đẹp bằng Mạc Linh. Trong mắt Lâm Nhất lộ vẻ nghi hoặc, lôi kéo hắn gia nhập Lầu Tàn Kiếm. Nhiếp Phong đứng bên cạnh cười giải thích, Lâm Nhất. Sau khi ta kể cho sư huynh của ta nghe về phong thái của ngươi ở Hồ Tử Vân, huynh ấy đã nhớ mãi không quên, chẳng qua ngươi vẫn luôn ở thư viện thiên phủ, không có cơ hội gặp mặt. Sau khi trò chuyện, Lâm Nhất đã hiểu mục đích của hai người họ. Liễu Thần Giật quả thật không có địch ý, vì có đánh giá cao về hắn nên muốn lôi kéo hắn đến Lầu Tàn Kiếm. Theo lời của hắn ta, với thiên phú kiếm đạo của Lâm Nhất, ở thành U Châu không có nơi nào phù hợp với hắn hơn Lầu Tàn Kiếm. Ở lại thư viện thiên phủ chẳng khác nào nhầm đường lạc lối. Nhưng khi thấy Lâm Nhất lấy ngọc bài của Mạc Linh ra, hắn ta lại không biết làm sao nữa, cho rằng Lâm Nhất thích Mạc Linh.
nếu không thì hắn không có lý do nào để ở lại thư viện Thiên Phủ. Lâm Nhất chỉ cười, không nói gì thêm. Nếu đối phương nghĩ vậy thì cũng tốt, ít nhất hắn không cần phải tốn sức giải thích. Thật đáng tiếc, có lẽ ngươi không biết việc chưa vào tử phủ đã nắm giữ kiếm ý tiên thiên có ý nghĩa như thế nào. Liễu Thần giật nhìn Lâm Nhất, khẽ thở dài, cả cổ vực Nam Hoa, trước ngươi chỉ có một người có thể đạt được thành tích yêu nghiệt như vậy thôi. Là ai vậy? Vẻ tò mò thoáng qua trong mắt Lâm Nhất, hắn cũng không ngờ cả cổ vực Nam Hoa chỉ có một người có thể làm được trừ hắn ra. Lúc này hắn đã hiểu được vẻ chấn động của thập tam gia khi nhìn thấy kiếm ý tiên thiên của hắn vào ngày hôm đó ở rừng táng kiếm. Nhưng càng như vậy, hắn càng tò mò về người này hơn. Bắc Tuyết Sơn Trang, Nam Cung Vãn Ngọc. Liễu Thần giật nhẹ giọng trả lời, khi nhắc tới tên người nọ, nét mặt hắn ta trở nên nghiêm túc. Hiển nhiên hắn ta khá kiêng dè người này, thậm chí có thể đã từng chịu thiệt trong tay người này. Nam Cung Vãn Ngọc. Cái tên này nghe giống như là một nữ tử. Lâm Nhất suy tư, lẩm bẩm. Liễu Thần giật lập tức bật cười, người đừng nói như vậy trước mặt hắn ta. Người này nam sinh nữ tướng, nếu bàn về dung mạo thì rất nhiều nữ tử khuynh thành còn không bằng hắn ta. Hắn ta ghét nhất là điều này, tất cả những kẻ nhắc tới vấn đề này ở trước mặt hắn ta đều không có kết cục tốt. Nhưng người khác với hắn ta, bản thân Bắc Tuyết Sơn Trang đã là một trong chín bá chủ. Xuất hiện một yêu nghiệt như thế cũng không có gì lạ. Nhưng ngươi đến từ đế quốc Đại Tần mà lại có thể đạt được thành tích này, như thế mới gọi là đáng sợ chân chính. Thấy Lâm Nhất trầm tư, Liễu Thần giật tiếp tục nói, Lâm Nhất, nếu là người ngoài chắc chắn sẽ cho rằng ngươi sẽ không tham gia quần long thịnh yến đợt này, nhưng trong lòng ta dám chắc ngươi nhất định sẽ tham gia. Một người kiếm khách có tâm tính như ngươi sao có thể sẵn sàng chờ đợi hơn 4 năm chứ? Lâm Nhất ngẩn ra, mắt nhìn của Liễu Thần giật thật chính xác. Hãy gia nhập lầu tàn kiếm đi, thư viện thiên phủ sẽ chỉ làm trì trệ thiên phú của ngươi thôi. Ở lầu tàn kiếm một năm, bảng Long Vân đợt tiếp theo chắc chắn sẽ có tên của công tử táng hoa ngươi. Trong mắt Liễu Thần giật tràn đầy mong chờ, hắn ta vẫn không từ bỏ ý định lôi kéo đối phương. Lâm Nhất không khỏi thầm cười khổ, đối phương thật coi trọng hắn. Hắn ta nói không sai, hắn nhất định sẽ không bỏ lỡ quần long thịnh yến đợt này. Cái gọi là bảng Long Vân, với tính cách của hắn nhất định sẽ phải tranh giành một phen. Nếu trong lòng người kiếm khách chúng ta đã có sự nhiệt huyết, không sợ sinh tử thì sao có thể sợ hãi, e ngại cái uy danh bá chủ kia chứ? Tất nhiên sẽ bùng nổ hết mình, thẳng tiến không lùi, để cho tên tuổi của mình tỏa sáng trong buổi thịnh hội long trọng nhất của vực Nam Hoa. Quần long thịnh yến, hắn sẽ không vắng mặt. Bất luận là vì lời hứa của hắn ở Lăng Tiêu kiếm các hay ý muốn ban đầu của người kiếm khách, Lâm Nhất hắn cũng sẽ không vắng mặt. Nhưng hắn cũng không cần phải gia nhập lầu tàn kiếm. Nếu có thể lĩnh ngộ một phần hổ khứu tường vi đồ do Nam Đế để lại thì thu hoạch không phải lầu tàn kiếm có thể so sánh. Liễu Thần giật rất mạnh, lầu tàn kiếm cũng là thế lực cấp bậc chuẩn bá chủ, điều này là thật. Nhưng những thứ đó đều chưa thật sự lọt vào mắt Lâm Nhất, lòng công tử táng hoa hướng về cái gì sao người khác có thể hiểu được. Bảng Long Vân chắc chắn hắn sẽ tranh, nhưng thứ hắn muốn tranh đâu chỉ đơn giản là một vị trí. Xin lỗi, e rằng ta không thể đáp ứng các hạ. Im lặng trong chốc lát, cuối cùng Lâm Nhất vẫn từ chối đối phương. Trong mắt Liễu Thần giật lập tức hiện lên vẻ tiếc nuối, cười khổ không thôi. Không ngờ hắn ta đã hạ mình đến mức này mà vẫn không thuyết phục được đối phương. Thôi vậy, thôi vậy. Nếu đã như vậy, ta cũng không cưỡng cầu Lâm huynh nữa. Liễu Thần giật không miễn cưỡng giữ hắn lại nữa, khẽ giọng cười nói. Lâm Nhất gật đầu, nghĩ tới một chuyện bèn chuyển chủ đề, Liễu đại ca có biết tầng 4 của mật cảnh hỏa ngục này là cảnh tượng thế nào không? Liễu Thần giật nghe vậy, trong mắt lập tức lóe lên vẻ kinh ngạc. Quái lạ hỏi, huynh tu luyện công pháp gì, ánh lửa trăm trượng vừa rồi vẫn chưa viên mãn sao? Viên mãn? Hãy còn xa lắm, cho dù là tầng 9 đỉnh phong cũng vẫn còn khoảng cách không nhỏ. Tuy nhiên, qua ánh mắt người thường, cho dù trong dị tượng đáng sợ vừa rồi là công pháp cấp địa đáng ra cũng phải có thu hoạch thỏa mãn mới đúng. Nhưng nhìn sắc mặt của Lâm Nhất dường như lại không thỏa mãn, tên nhóc này đúng là quái vật.
À, ta chỉ tùy tiện hỏi thôi. Lâm Nhất cười, Tử Diên kiếm quyết mà hắn tu luyện đương nhiên không thể nói cho đối phương biết. May là Liễu Thần Giật lập tức tỉnh ngộ, biết thăm dò công pháp của người khác thì hơi lỗ mãng, nên không hỏi đến cùng, cười nói tầng 4 mật cảnh hỏa ngục là nơi cực kỳ quỷ dị, hễ tiến vào trong đó là sẽ bị một lồng giam hỏa ngục vây nhốt. Nếu trong vòng 2 canh giờ không thể phá vỡ, lồng giam đó sẽ không ngừng thu nhỏ lại cho đến khi cơ thể của võ giả nổ tung. Đến lúc đó, không những không đạt được gì mà còn bị lửa phản phệ, nhẹ vì tu vi thụt lùi, nặng thì lập tức tử vong. Nhiếp Phong ở bên cạnh cũng lên tiếng nhắc nhở, Lâm huynh, tầng 4 mật cảnh này là nơi cấm kỵ của hỏa ngục, không biết có bao nhiêu người đã chết một cách vô nghĩa ở trong đó. Lâm Nhất Thầm cảm thấy ngạc nhiên, không ngờ tầng 4 lại đáng sợ như vậy. Liễu Thần Giật nhẹ giọng nói, nghe đồn trong tầng 4 mật cảnh là khảo nghiệm được tạo thành bởi một luồng thượng cổ thần viêm của chủ nhân hỏa ngục này. Nếu phá vỡ được lồng giam thì sẽ nhận được một cây hoa hỏa ngục. Mảnh vỡ của lồng giam đó cũng là vật đại bổ có thể sánh ngang với điểm lành bốn sắc màu giống như bông tuyết rơi ở tầng 3 mật cảnh này. Làm thế nào mới có thể phá vỡ lồng giam đó? Độ khó không nhỏ, trong vòng 2 canh giờ, thực lực bản thân phải tiến bộ 5 thành mới được, Liễu Thần Giật mỉm cười nói, thế nào, Lâm huynh muốn thử sao? Độ khó hơi lớn, nhưng cũng chưa chắc không có khả năng. Với người bình thường mà nói thì khá khó khăn, gần như không thể. Trong 2 canh giờ, công pháp có tiến bộ thế nào, e rằng cùng khó mà giúp thực lực tăng lên 5 thành. Trừ khi là cảnh giới âm huyền tiểu thành đột phá lên cảnh giới âm huyền đại thành, nhưng trong 2 canh giờ ngắn ngủi thì không ai dám chắc được. Những người bị thiêu cháy thành cho bụi đó chính là chứng minh rõ nhất. Nhưng Lâm Nhất lại khá chắc chắn, chỉ cần kiếm quyết thăng lên tầng 9 đỉnh phong, thực lực bản thân tất nhiên sẽ tiến bộ 5 thành. Không phải cái gì khác mà chính là kiếm quyết truyền thừa thượng cổ thịnh thế hoàng kim, càng về sau uy lực bộc phát càng đáng sợ. Tầng 9 đỉnh phong thậm chí còn có thể dùng kiếm trận Tử Diên triệu hồi Tử Băng Diên Tước. Điều duy nhất phải lo lắng là nếu như không đạt tới tầng 9 đỉnh phong. Không có nếu như. Trong mắt Lâm Nhất lóe lên tia sáng, trong lòng đã hạ quyết tâm, nhìn về phía Liễu Thần Giật nói, đúng là ta muốn thử xem. Lời này vừa nói ra, Liễu Thần Giật và Nhiếp Phong đồng thời biến sắc. Ánh mắt của Liễu Thần Giật thay đổi, đợi Lâm Nhất quay người đi, hắn ta cũng hạ một quyết tâm nào đó, nghiêm túc nói, Lâm Nhất, có lẽ huynh không biết, U Vân lão quỷ đã hứa hẹn ai có thể giết huynh thì sẽ giành được quỷ công độc môn của lão, đệ tử nòng cốt trong lầu huyết phủ đều nóng lòng ra tay. Thư viện thiên phủ có lẽ có thể bảo vệ huynh, nhưng lầu tàn kiếm bọn ta có thể giết U Vân lão quỷ vì huynh. Chỉ cần huynh đồng ý gia nhập lầu tàn kiếm bọn ta là được. U Vân lão quỷ treo thưởng hắn với lợi ích lớn như vậy không khiến hắn bất ngờ, hắn chỉ cảm thấy Liễu Thần Giật thật là cố chấp. Nếu lầu tàn kiếm giết chết U Vân lão quỷ, chắc chắn sẽ trở mặt với lầu huyết phủ, cái giá này khá lớn. Không đâu, ta sẽ không thay đổi quyết định của mình. Lâm Nhất không dừng lại, tiếp tục tiến về phía trước. Liễu Thần Giật nghe vậy không khỏi sững sờ, không ngờ trong tình huống mình hy sinh lớn như vậy vẫn không thể khiến Lâm Nhất thay đổi quyết định. Hắn ta im lặng một lúc lâu mới không cam lòng cất cao giọng nói, Lâm Nhất, huynh sẽ hối hận cho mà xem. Huynh sẽ hối hận. Hai chữ hối hận này mang hai nghĩa, một mặt nói đến chuyện Lâm Nhất không gia nhập lầu tàn kiếm, bỏ lỡ cơ hội tốt của mình. Mặt khác nói đến chuyện Lâm Nhất quyết định lên tầng 4. Hối hận. Không đâu, Lâm Nhất ta hành sự chưa bao giờ hối hận. Kiếm trong tay ta cũng chưa bao giờ hối hận. Bước chân tiến về phía trước của Lâm Nhất hơi dừng lại, không xoay người, chỉ là sắc mặt nghiêm trọng hơn nhiều. Đợi đến khi dứt lời, bước chân của thiếu niên không dừng lại thêm lần nào nữa. Liễu Thần Giật nghiêm ánh mắt nhìn hắn, trong mắt lóe lên sự ngạc nhiên. Trong ánh mắt của hắn ta, sau trở ngại này, kiếm ý trong cơ thể thiếu niên dường như càng ngưng luyện hơn. Đó là ánh sáng chỉ có kiếm khách mới có thể nhìn thấy, giống như ngọn lửa trăm trượng lúc trước, hừng hực nóng cháy, sôi sục dâng trào. Hình như sư huynh coi trọng người này quá rồi, muốn giết chết U Vân lão quỷ ít nhất phải là trưởng lão thiên phách ra tay mới chắc chắn 100%. Với địa vị của sư huynh thật sự không cần khách sáo với hắn như vậy. Nhiếp Phong do dự trong chốc lát,
cuối cùng lấy hết dũng khí nói. Liễu Thần giật cười khổ nói, Nhiếp Phong, người không hiểu thế nào gọi là tiềm long nhập uyên. Hắn vốn là chân long, một khi đến nơi mà hắn thật sự nên đến thì vinh quang vốn thuộc về hắn sớm muộn cũng sẽ thuộc về hắn. Tên tuổi của hắn sớm muộn cũng sẽ vang khắp cổ vực Nam Hoa. Chỉ không ngờ là hiện tại, mặc dù cánh của hắn chưa đủ vững chãi, nhưng ý chí lại kiên định đến thế, thật khó mà tưởng tượng nổi. Nhiếp Phong ngượng ngùng cười và nói, sư huynh đánh giá hắn cao thật đấy. Dù hôm nay hắn có thất bại trong cuộc khảo hạch ở tầng 4 mật cảnh thì chỉ cần không chết, sớm hay muộn gì hắn cũng sẽ nổi dậy. Sự khủng bố của loại người này, e là ta và ngươi mãi mãi không thể tưởng tượng ra được. Tuy nhiên, Liễu Thần giật nhếch miệng cười, lộ rõ sự vui sướng, giọng điệu của hắn ta thoáng thay đổi, nói một cách chắc chắn, tuy nhiên, chắc chắn hắn sẽ hối hận. Thư viện Thiên Phủ không thích hợp với hắn, và hắn cũng không nên tiến vào tầng 4 hỏa ngục vào lúc này. Đường Đường là một trong tứ đại thiên kiêu thành U Châu, đứng hàng yêu nghiệt trong bảng Long Vân, được các đệ tử của Lầu Tàn Kiếm thần phục, vậy mà vẫn bị từ chối thẳng thừng mặc dù đã ăn nói khách sáo, gần như khép nép thỉnh cầu. Nếu Lâm Nhất không hối hận thì thể diện của Liễu Thần Giật có thể sẽ giữ không được. Trong vô hình, hai người dùng tôn nghiêm của mình để đánh cược, lần đọ sức này, đến thời điểm cuối cùng sẽ phân rõ ai thắng ai thua. Đúng lúc này, một cái bóng màu xanh đột nhiên bay lên trời, mượn lực rất nhiều hỏa cầu đang lơ lửng giữa không trung, bay vọt lên như diều gặp gió, hung hăng lao về phía vòm trời của tầng 3 mật cảnh. Bóng người kia mặc một bộ đồ xanh, lưng đeo hộp đựng kiếm, ngoại trừ Lâm Nhất thì còn có thể là ai được. Thân này không lùi bước, đời này không hối hận, một lòng hướng kiếm, quyết tiến không lùi. Thư viện Thiên Phủ, sân của Cổ Đằng. Cổng sân đột nhiên bị một cước đá nát, hai bóng người vọt vào. Trong sân, Cổ Đằng đang ngồi cạnh bàn đá uống rượu cuống quýt quay người nhìn, đến khi thấy rõ dung mạo người đến, hắn ta vô cùng hoảng sợ. Bình rượu trong tay rơi xuống đất, phát ra một tiếng xoảng rồi vỡ nát. Ca, huynh, sao huynh lại đến đây? Cổ Đằng run rẩy, ánh mắt lộ vẻ kinh hoàng, lắp bắp nói. Người đến chính là Cổ Phong, người đã bị phần đông đệ tử cốt cán đùa cợt ở Lầu Thính Phong, hắn ta mặc một bộ đồ đen, vẻ mặt lộ rõ sự lo âu, lệ khí che kín hai đầu lông mày. Thanh niên áo xanh đứng bên trái hắn ta cũng mặc trang phục của đệ tử cốt cán, người này có tu vi âm huyền đại thành. Có điều, cùng là tu vi âm huyền đại thành, nhưng bất kể là khí thế hay uy áp, hắn ta cũng đều kém hơn Cổ Phong rất nhiều, hoàn toàn không cách nào so sánh được. Hắn ta đứng bên cạnh Cổ Phong chẳng khác nào là tùy tùng vậy. Cổ sư huynh, xem ra ngày đó em trai của huynh đã chịu nhục không nhẹ, coi bộ đã tạo thành tâm ma rồi. Nhìn thấy dáng vẻ chán chường của Cổ Đằng, thanh niên áo xanh nhếch môi cười, thản nhiên nói. Bộ dạng suy sụp này nào có giống phong thái của người đứng đầu nội môn khi trước. Tu vi của hắn ta thoáng có xu hướng thụt lùi, chẳng khác gì một tên tàn phế. Đồ vô dụng, hắn đã đánh đến trên đầu ta rồi, ta còn không đến được à. Trong dàn đệ tử cốt cán, Cổ Phong này sắp trở thành trò cười rồi, chỉ là một tên chấp sự khách khanh mới đến mà thôi, không xử lý được hắn thì sau này ta làm gì có chỗ đứng ở Thư viện Thiên Phủ nữa chứ. Ánh mắt Cổ Phong trở nên lạnh lẽo, lửa giận trong lòng hừng hực thiêu đốt. Mỗi một cảnh tượng trước đó tại Lầu Thính Phong khiến hắn ta cảm thấy vô cùng uất ức, ánh mắt của mọi người khi nhìn hắn ta đều rất kỳ quái. Lúc đó, hắn ta chỉ hận không thể làm thịt Lâm Nhất ngay lập tức. Nhưng đến cuối cùng, hắn ta vẫn nhịn xuống và quyết định đi đến chỗ của Cổ Đằng. Bởi vì, nếu không diệt được tâm ma của đứa em này thì ngày sau nó sẽ trở thành một kẻ tàn phế. Ca, ta đã hại huynh mất thể diện, Cổ Đằng quỳ sụp xuống đất, lộ vẻ xấu hổ. Thanh niên áo xanh bước đến đỡ Cổ Đằng lên, khẽ nói, quỳ cái gì mà quỳ, hôm nay cổ sư huynh đã đến, ngươi chớ có làm ra chuyện đáng mất mặt nữa. Nghe vậy, Cổ Đằng mừng rỡ không thôi, vội nhìn về phía Cổ Phong và nói ca, huynh định ra tay à? Cổ Phong trừng mắt với hắn ta, thấy vậy, Cổ Đằng lập tức rụt cổ, không dám nói thêm lời nào nữa. Thanh niên áo xanh nhếch miệng, nở một nụ cười khinh thường và nói,
loại người như thế thì cần gì cổ sư huynh phải ra tay, chả khác nào làm trò hề cho mọi người. Cổ sư đệ cứ yên tâm đi, công tử táng hoa chó má gì chứ, hôm nay Khổng Tuyên này sẽ khiến hắn phải quỳ trước mặt ngươi để cầu xin tha thứ. Ngày đó, hắn đã làm nhục ngươi như thế nào, bây giờ, ta sẽ khiến hắn phải bù đắp gấp 10 lần. Trong mắt Cổ Đằng lập tức lóe lên tia hung ác, bèn chắp tay nói, đa tạ Khổng sư huynh. Nhìn thấy khí thế hung hãn của Khổng Tuyên và đại ca mình, trong lòng Cổ Đằng càng thêm tin tưởng, hôm nay, Lâm Nhất khó mà thoát được. Hắn ta đã nhẫn nhịn trọn vẹn 10 ngày rồi, rốt cuộc cũng có thể bộc phát. Vèo. Bất giác, một bóng người màu xám từ giữa không trung rơi xuống, người nó cũng mặc trang phục của đệ tử cốt cán, và cũng có tu vi âm huyền đại thành, có điều vẫn chênh lệch rất nhiều so với Cổ Phong. Sau khi hạ xuống, hắn ta liền nhìn Cổ Phong và nói, Cổ sư huynh, đã tra rõ, người nó hiện đang ở trong mật cảnh hỏa ngục. Mật cảnh hỏa ngục. Ánh mắt mấy người họ đều lộ rõ sự kinh ngạc, hiển nhiên, bọn họ không rõ lắm Lâm Nhất đã tiến vào mật cảnh hỏa ngục như thế nào. Cổ Phong nở một nụ cười âm u như rắn độc, lạnh giọng nói, vừa khéo, nếu ở trong tông môn thì cùng lắm ta cũng chỉ có thể khiến hắn chịu chút nhục nhã. Nhưng còn trong mật cảnh hỏa ngục lại khác, dù ta có phế hắn thì cũng có thể nói qua loa qua được. Từ trước đến nay, tu luyện trong mật cảnh hỏa ngục vốn là con dao hai lưỡi. Số người bị lửa bên trong đó cắn trả nhiều không kể xiết. Theo cái nhìn của Cổ Phong thì quả thật không có nơi nào ra tay thích hợp hơn nơi này. Lúc này, Lâm Nhất đang ở tầng 3 mật cảnh hoàn toàn không hay biết gì cả. Hắn đang vọt lên như diều gặp gió, hướng về phía tầng 4 mật cảnh, vốn là nơi cấm kỵ trong mắt người thường. Trước đó, Lâm Nhất đã gây ra động tĩnh không nhỏ, lửa thiêu trăm trượng, khiến trời đất rung chuyển. Gần như toàn bộ tầng 3 mật cảnh đều chú ý đến hắn. Hiện tại, hắn đang bay vọt lên càng hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Lại là tên nhóc kia. Đúng là điên mà, trước đó, lửa thiêu trăm trượng không đốt chết hắn, giờ lại tiến đến mật cảnh tiểu thành rồi. Tuy nhiên, với tu vi âm huyền tiểu thành của hắn thì e là không thể phá vỡ nổi bình chướng tầng 3. Rất nhiều người nhếch miệng cười. Bình chướng tầng 3 mật cảnh nào có dễ phá vỡ như vậy? Lỡ làm không tốt, có khi bụi đất bám đầy người, bị hất văng xuống, ngã một cú đau đớn. Nhưng ngay khi mọi người đang chờ xem chuyện cười của Lâm Nhất thì đột nhiên, một luồng kiếm quang xẹt qua bầu trời. Luồng kiếm quang kia còn chói mắt hơn cả tia chớp, khiến khoảng không gian mở tối bỗng chốc sáng rõ như ban ngày. Đồng thời, cũng chiếu rõ khuôn mặt lạnh lùng và khôi ngô của người thiếu niên kia. Mọi người không cách nào rời mắt khỏi vẻ mặt kiên quyết và duệ khí ẩn giấu giữa hai đầu lông mày. Soạt. Có điều, hình ảnh kia còn chưa kịp in sâu vào tâm trí thì thiếu niên đã vụt biến mất. Hắn dễ dàng phá hủy bình chướng tầng 3 chỉ với một kiếm, sau đó chui tọt vào trong. Thật sự tiến vào. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ tầng 3 mật cảnh bắt đầu trở nên sao động, ánh mắt của rất nhiều người lộ vẻ cực kỳ kinh ngạc. Vốn dĩ tầng 4 mật cảnh là vùng cấm, tiến vào đó chỉ có một con đường chết. Khoan hãy nói đến việc trong suốt 10 năm không ai thành công ra ngoài, ngay cả người có dũng khí xông vào cũng lâu rồi không xuất hiện. Hiện tại, một tên thiếu niên cảnh giới âm huyền tiểu thành lại liều mạng xông vào tầng 4, thử hỏi sao không khiến người ta kích động cho được. Trong sự kinh ngạc của mọi người, bóng dáng Lâm Nhất đã vọt lên tầng 4. Ngay khi hắn còn chưa kịp dò xét hoàn cảnh xung quanh thì một hỏa ngục đã đột ngột trùm xuống người hắn. Thanh chắn nhà tù được ngưng tụ từ lửa, ngọn lửa khủng bố gần như hóa thành thực chất, khiến người ta không khỏi hoảng sợ. Nếu nhìn kỹ, có thể cảm nhận được nhà tù hỏa ngục này đang từ từ thu nhỏ lại. Thời gian không còn nhiều, cảm nhận được tính cấp bách, Lâm Nhất vội khoanh chân ngồi xuống. Lập tức thúc dục Tử Diên kiếm quyết. Tử Diên kiếm quyết vừa được thúc dục thì lồng gian hỏa ngục bắt đầu rung lắc dữ dội, sóng nhiệt vô hình ngưng tụ thành những cây ngân châm cực nhỏ, ào ào đánh úp đến. Công kích đáng sợ bực này khiến toàn thân Lâm Nhất run lên, đau đớn kịch liệt lan khắp người. Cảm giác đau đớn này còn dữ dội hơn gấp mấy lần khi hắn chịu đựng lửa thiêu trăm trượng. Tuy nhiên, linh khí thuộc tính hỏa đang ào ào tuôn vào cơ thể hắn gần như gấp bội so với tầng 3,
thậm chí có thể đạt đến 10 lần. Đúng là không đến nhầm chỗ. Lâm Nhất cảm thấy có chút thỏa mãn, nguy cơ tương ứng với kỳ ngộ, vì thế, hắn lập tức dồn hết tâm trí vào việc luyện hóa linh khí thuộc tính hỏa cổ xưa này. Ánh sáng của hoa tử diên màu bạc bắt đầu nở rộ khi hắn ngồi xuống, tham lam cắn nuốt linh khí bốn phía, tốc độ luyện hóa vừa nhanh vừa mãnh liệt, vô cùng đáng sợ. Thời gian dần trôi qua, bất giác, đóa tử diên màu bạc trong cơ thể sản sinh một luồng sóng rung động lạnh lẽo mà kỳ quái. Cảm giác này rất kỳ diệu, cổ xưa lại thần bí, trong cái lạnh lẽo thoáng ẩn hiện duệ khí, khiến cho lòng người rung động và hoảng hốt. Trên con đường tiến đến tầng 9 đỉnh phong, dường như môn công pháp tử diên kiếm quyết được truyền thừa từ thượng cổ này đã xảy ra sự biến hóa kỳ diệu nào đó. Tử diên kiếm quyết được truyền thừa từ tử diên kiếm thánh, tổng cộng có 6 tầng, vốn đã vượt xa những công pháp hiện tại. Tuy nhiên, trên người Lâm Nhất, ngoại trừ thoáng bộc phát duệ khí sắc bén và ác liệt hơn rất nhiều thì cùng lắm chỉ là chân nguyên tương đối dày đặc và cô đọng mà thôi. Kiếm quyết hiện nay cũng không phải là không làm gì được, nhưng cũng không có gì khác biệt. Chẳng lẽ hôm nay, tử diên kiếm quyết muốn bày ra mặt đáng sợ thực sự của nó ư? Nghĩ đến đây, trái tim Lâm Nhất đập thình thịch trong lồng ngực, xem ra hắn đã đến đúng nơi rồi. Hai canh giờ không dài, nhưng cũng không ngắn. Dưới sự tiến bộ điên cuồng và thần tốc của tử diên kiếm quyết, nhà tù hỏa ngục đang giam giữ hắn cũng liên tục thu nhỏ lại. Chẳng biết từ lúc nào, nhà tù khiến tim người ta đập loạn lên vì hoảng sợ đã biến thành xiềng xích bình thường buộc trên người Lâm Nhất. Một lát sau, nhà tù hỏa ngục khủng bố kia cứ thế mà siết chặt vào cơ thể hắn, rồi tiếp tục thu nhỏ lại, cho đến khi hội tụ lại một điểm thì cơ thể hắn sẽ nổ tung. Tim Lâm Nhất treo cao. Hoa tử diên màu bạc ở tử phủ còn cần một cánh hoa nữa mới có thể thăng cấp lên tầng 9 đỉnh phong. Nếu không kịp, hậu quả thật sự khó lường. Nhưng ngay khi nhà tù hỏa ngục sắp hoàn toàn cứa đứt ra thịt Lâm Nhất, đột nhiên, tử phủ trong cơ thể hắn phát ra hào quang sáng chói, một kiếm trận với duệ khí càn quét bốn phía được hình thành từ hoa tử diên. Khoảnh khắc kiếm trận hình thành, có âm thanh cổ xưa vượt qua thời không thì thầm bên tai hắn. Kiếm trận tử diên, tuyệt thế vô song, cửu chuyển quy nhất, phượng minh chiêu dương. Thư viện Thiên Phủ, quảng trường hỏa ngục. Trong sân, hầu hết các đệ tử nội môn đều đang ngồi khoanh chân, mắt nhắm nghiền, chìm vào khổ tu. Đột nhiên, bọn họ cảm giác ớn lạnh, bèn mở mắt ra xem thử thì thấy chẳng biết từ lúc nào, trên quảng trường bỗng xuất hiện bốn bóng người. Khi thấy rõ mặt người đến, chúng đệ tử lập tức thay đổi sắc mặt. Không ngờ có đến ba gã đệ tử cốt cán xuất hiện cùng lúc, mà người cầm đầu lại là Cổ Phong đệ tử cốt cán có danh tiếng cực kỳ hung hãn. Nhớ đến cảnh Lâm Nhất đến trước đó, lại liếc nhìn Cổ Đằng theo sau ba người kia, mọi người nhanh chóng hiểu ra. Đám người này muốn đến gây sự với Lâm Nhất. Cút đi! Chợt, Khổng Tuyên, gã thanh niên áo xanh, tung cước đá bay một số đệ tử nội môn ngồi chắn đường, những người khác bị dọa sợ nên vội vàng né sang một bên. Thoáng chốc, bốn người đã bước lên đài cao, kế đó tiến vào cổng mật cảnh, nơi có ánh lửa bùng lên. Ba tên đệ tử cốt cán, lại có thêm Cổ Phong trấn thủ, e là Lâm Nhất khó thoát. Nhìn thấy cảnh này, rất nhiều đệ tử nội môn vốn ghen ghét và bất mãn với Lâm Nhất lập tức bày ra vẻ mặt chờ xem kịch vui. Các ngươi muốn làm gì, trên đài cao, Cung Minh đang canh giữ ở cửa, khi thấy vẻ mặt âm u và quái đản của Cổ Phong. Hắn ta hoảng sợ nói. Bốp! Nhưng còn chưa kịp nói dứt lời thì Khổng Tuyên đã vung tay tát một cái. Ngươi chỉ là một tên chấp sự khách khanh, thấy chúng ta không biết hành lễ thì thôi đi, vậy mà còn dám mở miệng chất vấn. Không biết sống chết, thanh niên áo xanh sầm mặt, trầm giọng quát. Cung Minh cảm thấy mặt mình đau rát, khóe miệng rỉ ra máu tươi, giận mà không dám nói gì. Cổ Phong thì chẳng thèm để tâm đến hắn ta, ánh mắt vẫn luôn nhìn thẳng về phía trước. Nơi có ngọn lửa cao hơn một trượng kia chính là lối vào mật cảnh hỏa ngục. Ca, hôm đó, tên này cùng một bọn với Lâm Nhất. Ánh mắt Cổ Đằng lóe lên tia tàn nhẫn, lạnh lùng nói. Nghe vậy, sắc mặt Cung Minh lập tức thay đổi. Loại phế vật này thì ngươi tự mà ra tay đi, tìm Lâm Nhất trước đã, ta muốn cho hắn biết cái giá đắt phải trả khi làm sai. Cổ Phong lộ vẻ khinh thường,
thản nhiên nói. Không được đi. Nhưng ngay khi hắn ta sắp nhấc chân thì Cung Minh bỗng liều mạng xông đến, cố chấp ngăn trước người bọn họ mặc dù mặt hắn ta đã bị đánh sưng lên một bên. Không thể để mấy người này tiến vào được. Ngẫm lại, hiện tại Lâm Nhất đang tu luyện bên trong, không hề có chút phòng bị, lỡ như đám người này đột nhiên ra tay thì e là hắn khó sống. Lâm Nhất đã tín nhiệm giao cho hắn ta canh giữ ở đây, thì đương nhiên, không có lý do gì mà hắn ta lại để Cổ Phong dễ dàng tiến vào mật cảnh hỏa ngục được. Xem ra cũng có chút khí phách đấy, chỉ tiếc Cổ Phong nhếch miệng cười khẩy. Đáng tiếc chỉ là một tên chấp sự khách khanh mà thôi, trong mắt chúng ta, ngươi chỉ là đồ phế vật, ha ha ha, không đợi Cổ Phong ra tay, Khổng Tuyên đã bật cười một cách khoái trá, sau đó mặt hắn ta trở nên vặn vẹo và dữ tợn, vung tay đánh ra một chưởng. Răng rắc. Cung Minh chỉ là một võ giả âm huyền tiểu thành, sao có thể so với một võ giả âm huyền đại thành như hắn được. Ngay khi Cung Minh vừa giơ cánh tay lên đỡ thì xương cổ tay đã bị đập nát. Quỳ xuống. Khổng Tuyên cười dữ tợn, bàn tay hướng về phía đỉnh đầu Cung Minh, ấn mạnh xuống. Cung Minh phun ra một ngụm máu tươi, cắn chặt răng không theo, tuy nhiên, chênh lệch thực lực quá lớn, cuối cùng hắn ta bị buộc phải quỳ xuống, tạo thành chấn động không nhỏ. Trận đấu xảy ra trong chớp nhoáng khiến những người vây xem kinh hoàng không thôi. Đệ tử cốt cán, đây là thực lực của đệ tử cốt cán. Chênh lệch giữa cảnh giới âm huyền tiểu thành và cảnh giới âm huyền đại thành như một cái lệch trời vậy, khó có thể vượt qua được. Nhưng đúng lúc này, đài cao bắt đầu rung chuyển, ở khu vực trung tâm, ngay lối vào hừng hực lửa xuất hiện một cảnh tượng mờ ảo. Thoáng thấy được có một nhà tù bị nghiền nát, ầm ầm rơi rụng. Sắc mặt mấy người Cổ Phong và Khổng Tuyên nhanh chóng thay đổi, trong mắt bọn họ lóe lên tia rung động. Bởi lẽ, có người phá vỡ nhà tù hỏa ngục. Nhà tù hỏa ngục lại bị ai đó phá vỡ, quả thật khiến người ta cảm thấy kinh ngạc, Cổ Phong nhìn ra trước, lẩm bẩm nói. Lúc này, ngọn lửa đã cao hơn một trượng và đang không ngừng thiêu đốt. Ánh mắt Khổng Tuyên lóe lên tia chán ghét. Mày hắn ta nhíu chặt, nếu không phải do tên phế vật này chắn đường thì nói không chừng chúng ta đã có thể cướp được một ít mảnh vỡ của nhà tù hỏa ngục, đây chính là vật đại bổ có thể sánh với tường thụy tứ phẩm đấy. Càng nói càng hận, Khổng Tuyên lại duỗi tay ra tát cho Cung Minh một cái. Dừng tay. Nhưng khi hắn ta vừa giơ tay phải lên thì từ trong ngọn lửa trên đài cao, một bóng người chậm chậm bước ra. Thân khoác một bộ đồ xanh, lưng đeo hộp đựng kiếm. Không phải Lâm Nhất thì là ai? Sau khi nhìn rõ người đến, Cung Minh vội hô, Lâm Huynh đi mau, đám người này muốn gây sự với ngươi. Liếc nhìn Cung Minh đang quỳ trên mặt đất, một bên má sưng vù, sắc mặt Lâm Nhất không đổi, thế nhưng sâu trong mắt lại lóe lên tia sáng lạnh. Công tử táng hoa, đến đúng lúc đấy. Hai mắt Khổng Tuyên tỏa sáng, quay sang nhìn Lâm Nhất, nhe răng cười và nói. Nếu đã đến thì ngươi cũng quỳ xuống cho ta. Vừa dứt lời, hắn ta lập tức bay lên trời, duỗi tay đánh một chưởng về phía Lâm Nhất. Uy áp cảnh giới âm huyền đại thành minh mông ào ào tuôn ra từ trên người Khổng Tuyên, khiến người vây xem kinh hãi không thôi. Một chưởng này còn hung ác hơn khi đối phó với Cung Minh lúc nãy. Nhưng Lâm Nhất vẫn bình tĩnh giơ quyền nghênh đón. Trưởng và quyền va vào nhau phát ra âm thanh trầm đục. Hắn đứng sừng sững như núi, chỉ có một chút chuyển động ở chân, trông vô cùng quái lạ. Ánh mắt Khổng Tuyên lộ vẻ kinh ngạc, hắn ta có cảm giác một trưởng của mình dường như tan vào biển rộng, ngay cả một chút bọt nước cũng không nổi lên. Vừa rồi ngươi dùng cái tay này đánh Cung Minh đúng không? Lâm Nhất thờ ơ hỏi. Đúng đó, thì sao? Chẳng lẽ ngươi muốn báo thù thay hắn? Khổng Tuyên nghiến răng nói, sắc mặt dữ tợn, hắn ta vẫn đang nghĩ nên làm thế nào để đánh trọng thương Lâm Nhất. Ta sẽ chặt bỏ một tay của ngươi. Thiếu niên ngước mắt nhìn, thoáng chốc, trong mắt bộc phát sát ý lạnh thấu xương, khiến người ta có cảm giác rơi vào hầm băng. Hoa tử diên trong tử phủ lẳng lặng nở ra, không đợi đối phương kịp phản ứng, Lâm Nhất đã duỗi tay phải ra, nắm lấy cổ tay của đối phương, kéo mạnh một cái. Răng rắc. Tiếng kêu gào thê lương đột ngột vang lên, máu tươi bắn tung tóe, một cái tay bị hất lên giữa không trung. Audio điện tử Võ Tấn Bền.
Hết tập 63.